thầy, thầy cũng sai anh em. Mau mau lên đường, con báo tin mừng Thiên Chúa. Nhưng cho sai thầy, thầy cũng sai anh em. Sống giữa muôn người, làm chứng cho tình yêu. Anh em ra đi, âm nơi trần rơi. Anh em ra đi, khó khăn chậm người. Anh em ra đi, có thầy ở với. Anh em ra đi, bình an hãm vui. Nhưng cho sai thầy, thầy cũng sai anh em. Chúa Giêsu và mẹ Maria được mời tham dự một tiệc cưới ở Cana. Thì đang khi tiệc cưới đang diễn ra thì cái nhà đám tiệc hết rượu và mẹ Maria biết được điều đó. Thì tụi con thấy điều đầu tiên mà tụi con đã học được ở mẹ Maria đó là mình phải nhạy cảm với nhu cầu của người khác. Con thấy là không có gì giúp mình dễ đến với người khác mà dễ giúp người ta mở lòng với mình, cho mà mình thấu hiểu được những cái nhu cầu và tâm tình của họ. Mà để làm được như vậy thì mình phải coi như mình là một người trong cuộc với họ. Giống như có cái người quản tiệc á, theo nghĩ là ông phải có liên quan đến cái đám tiệc hơn là đức mẹ. Nhưng mà ông mèo cũng ngáo ngơ, ông không biết cái rượu mới đó là từ đâu mà ra. Còn đức mẹ thì trong là một người dự tiệc, nhưng mà cảm giác như đức mẹ là một người thân ở trong gia đình của cô giáo chú rể. Đó là điều thứ nhất mà chúng con học được từ đức mẹ, đó là nhạy cảm với con người khác. Điều thứ hai, sau khi mà cái mẹ thấy được cái nhu cầu người khác thì điều đầu tiên các mẹ làm đó là cái mẹ yêu thương với Chúa Giêsu. Thì điều thứ hai chúng ta đã học được đó là mình phải dâng hoàn cảnh của cái gia đình mà mình muốn truyền giáo lên cho Chúa. Nếu mà mình để ý kỹ đó thì đứa mẹ chỉ nói cái câu với Chúa là họ hết rượu rồi, nghĩa là đứa mẹ đi trình bày cái hoàn cảnh của gia đình đám tiệc với Chúa, chứ mẹ không xin cụ thể một điều gì. Mặc dù là một đứa mẹ muốn giúp người ta, mình phải học đứa mẹ chỗ là mẹ Maria hoàn toàn tín thác vào tâm lý tốt lành của Thiên Chúa dành cho những người mà mẹ chuyển cầu, mẹ không theo ý riêng của mình. Có thể nhiều lúc mình cầu nguyện với Chúa, hoặc là những lúc mà mình cầu nguyện công khai với những gia đình mình được truyền giáo, có khi là mình đừng có vội xin Chúa điều này điều kia gì hết, mà mình cứ tâm tình tâm sự với Chúa về cái hoàn cảnh của gia đình như nào truyền giáo, rồi phó thác gia đình đó cho Chúa. Đó là cái điều mà mình học được từ mẹ. Điều đó dẫn đến điều thứ ba là về lòng tin của người truyền giáo. Chúa Giêsu đã nói là tất cả những gì anh em cầu xin anh em cứ tin là mình đã được rồi thì sẽ được như ý. Marco chương 11 câu 24. Chính mẹ Maria là gương mẫu của đức tin như vậy. Tại sao? Tại vì theo như mình theo sáng đạo thì sau khi mẹ thưa với Chúa thì Chúa nói là này bà, việc này can gì đến bà và đến tôi, giờ của tôi chưa đến. Chúa nói với bạn có cảm giác có vẻ như là Chúa đã từ chối rồi. Và hơn nữa, theo đoạn kinh thánh này thì phép lạ tiệc cưới tại Cana là phép lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện, nghĩa là trước đó Chúa vẫn chưa thực hiện một phép lạ nào hết. Và mẹ Maria lại đang tới cầu xin Chúa.
theo bản tính con người thì chỉ là một người thợ mộc, giúp cho gia đình làm tiền có rượu ngay trong lúc mà người ta không thể kịp để đi mua rượu được rồi. Có nghĩa là mẹ cầu xin một điều gì đó rất là lạ thường, mong đợi điều gì đó lạ thường là Chúa Giêsu. Điều đó cho thấy người Nhân giáo của mình phải trau dồi đức tin, phải là người đầu tiên xác tín về tình yêu của Thiên Chúa. Thấy rất nhiều trường hợp mình không dám giới thiệu Chúa cho người khác, cũng không dám mà khuyến khích họ cầu nguyện với Chúa, tại vì sợ người ta cầu nguyện với Chúa không nhận lời người ta, rồi người ta không tin. Nhưng mà những trường hợp như vậy có nghĩa là mình phải đặt câu hỏi về chính đức tin của mình, chính mình mới là người đầu tiên nên em không tin tưởng là Thiên Chúa tốt lành và sẽ lo cho họ cách này cách khác. Theo điều thứ ba là phải cho dồi lòng tin. Thứ tư mà chúng con thấy học được từ Đức Mẹ là phải khuyến khích người ta đặt tin tưởng vào Thiên Chúa. Bài đọc tiếp tục là mẹ Maria muốn giúp gia đình tiệc cưới, nhưng mà chúng con thấy là mẹ không có hứa hẹn gì với gia đình tiệc cưới hết. Mẹ chỉ nói ngắn gọn là người bảo gì thì anh cứ việc làm theo. Mẹ không nói là các anh làm theo bây giờ sẽ có rượu đó. Thì con thấy là đây là một lời khuyên người ta tin tưởng vào Thiên Chúa và sự tốt lành của Chúa. Vì người ta có tin tưởng thì người ta có thể làm để theo điều Chúa dạy được. Và hơn nữa có những cái điều mà Chúa dạy lúc đó có thể là không liên quan lắm đến cái mình đang cần. Nhưng mà với lòng tin mình cho biết là tất cả mọi sự Chúa sẽ làm, xin lợi cho mình nếu mình vâng theo lời Chúa. Cũng như trong bài đọc, người ta đang cần rượu mà Chúa lại sai các gia nhân đi đổ đầy nước và 6 chân đá, mỗi chân chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Để đổ đầy nước và 6 chân như vậy chắc chắn là rất là tốn thời gian. Hơn nữa, bài Kinh Thánh cho thấy là thứ nước này là dùng để làm cho việc thanh tẩy của thói tục người Do Thái. Đó là dùng để rửa tay, chứ không phải để uống. Có nghĩa là Chúa đã bắt họ làm một điều mà có thể lúc mà họ làm, họ không hiểu nổi tại sao Chúa lại bắt họ làm như vậy. Nhưng mà điều quan trọng là họ đã vâng lời Chúa. Và như mọi người đã biết là Chúa đã hóa nước thành rượu. Thì cái rượu của đám tiệc cưới lúc ban đầu nó vừa dở vừa thiếu. Thành theo là ông quản tiệc thì cái rượu của Chúa Giêsu ban nó vừa hảo hạng và vừa đầy tràn. Qua tất cả những điều trên, chúng con nghĩ vẫn có một điều chúng ta phải học được từ Đức Mẹ. Đó là mình dâng gia đình được truyền giáo cho mẹ Maria, thậm chí chính bản thân mình nữa. Vì thiên thần Gabriel từng nói là đối với Thiên Chúa không có việc gì là không thể làm được. Luca chương 1 câu 7. Điều đó cũng cho thấy là ngôi hai Thiên Chúa hoàn toàn có thể nhập thể làm người mà không cần thông qua sự trợ giúp của con người. Nên là không cần thông qua một người phụ nữ nào hết. Nhưng mà tuy vậy thì Thiên Chúa đặt Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa, là mẹ của Chúa Giêsu. Và ngay trên thập giá chính Chúa Giêsu cũng đã trao Đức Mẹ là mẹ của mọi người chúng ta. Và theo thông điệp Ad Regina Coeli của Đức Pius 12, mẹ Maria là nữ vương thiên đàng. Qua những điều đó, ta thấy là Thiên Chúa đã ban những đặc ân trao trọng cho Đức Mẹ là vì muốn tỏ lòng thương xót cho mình. Còn cảm giác là Thiên Chúa ban cho mình ơn cứu độ thông qua Đức Giêsu Kitô. Nhưng mà Thiên Chúa muốn mình chắc chắn khả năng lớn hưởng được ơn cứu độ đó nên mới ban Chúa Giêsu cho mình thông qua Đức Maria. Vì Chúa không chỉ là đấng xót thương mà còn là đấng công bằng nữa. Và theo như lời Chúa cũng đã từng nói là phàm ai đã có thì đã được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Luca chương 19 câu 26. Có nghĩa là mình không thể nào mà cứ bất xứng với ơn của Chúa mà trông đợi là sẽ được cứu. Có thể là vì lẽ công bằng mà Chúa sẽ không thể tiếp tục ban ơn được nữa. Nhưng mà trong lúc Chúa vẫn công bằng, Chúa vẫn tỏ lòng thương xót cho mình, đó là Chúa ban cho mình Đức Mẹ. Chúa đặt Chúa Giêsu vừa là Đức cứu độ vừa là thẩm phán của mình trong ngày phán xét. Nhờ Đức Mẹ, Chúa chỉ đặt Đức Mẹ là mẹ của mình thôi. Và mẹ của mình thì yêu thương mình, sẽ chuyển đổi cho mình. Và Chúa thì không từ chối lời cầu nguyện của mẹ. Và hơn nữa, điều quan trọng mà mình phải dâng gia đình truyền giáo với Đức Mẹ đó là tất cả những điều mình học ở trên, như là thấu hiểu về nhu cầu của người khác, chuyển cầu cùng Chúa cho họ và khuyến khích họ tin tưởng vào Chúa. Con nghĩ theo bài đọc mình cũng đã thấy là không có ai có thể làm được điều đó tuyệt vời như bằng Đức Mẹ.
thì mình có thể mạnh dạng dân về truyền giáo Đức Mẹ. Và con cũng xin kết thúc bằng việc trích dẫn một số lời của một số vị thánh về Đức Mẹ. Ở đây thì một vị thánh cũng được, đó là thánh Gioan Thiên Khẩu, đã nói là sẽ là một điều không thể để được cứu mà không có sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria. Vì những người mà không được cứu bởi do sự công bằng của Thiên Chúa sẽ được cứu nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria. Để tổng kết lại, để các em thì chúng con đã học được từ cái đoạn kinh thánh này, đó là thứ nhất là phải mình phải thấu hiểu về nhu cầu của những người mình muốn truyền giáo, thứ hai là mình phải dâng hoàn cảnh của mọi cho Chúa, thứ ba là mình phải trau dồi đức tin, thứ tư là mình khuyến khích họ tin tưởng vào Chúa, và thứ năm là mình dâng chính mình, mình và gia đình truyền giáo cho Đức Mẹ. Đức Mẹ chỉ cầu cho tất cả chúng ta. Cảm ơn xin. Thật ra con không có kinh nghiệm, nhưng mà con có nghe cha Thắng kể có một số lần chuyện mà một người mà đi theo Jehovah, rồi sau đó thì cùng với những người Jehovah đi truyền giáo, thì cha Thắng nói chuyện với anh đó, thì anh đó có kể là lúc trước anh bị ở đời người nọ, rồi coi như anh cũng chán đời một số tất cả, thì anh gặp được cái nhóm Jehovah này, thì người ta bắt đầu dạy dạy về Kinh Thánh, giống như người ta nói là chú nói là trước hết phải tìm kiếm được Thiên Chúa và được công chính của người trước, những thứ khác thì sẽ theo sau. Bây giờ anh cứ tới học hỏi Kinh Thánh với tụi tôi, Chúa sẽ lời cho anh. Lúc đó anh cũng quyết định là sẽ tới học với mọi người. Thì sau đó anh cũng gặp được câu Kinh Thánh này của những khác, và anh cũng cảm nhận được là những người chủ nợ của anh thì cho phép anh thức nợ. Rồi anh cũng tìm được công việc này, công việc kia, và sau này anh cũng trả được số nợ đó. Anh thấy cảm nhận kinh nghiệm là Chúa đã giúp anh thoát được khỏi cái sự đó, dù trước đó là có thể những việc anh làm mà không liên quan đến việc trả nợ gì đó, nhưng mà dạ con cái bạn là bây giờ con hỏi một lúc bổ sung trước luôn cha. Dạ có con. Dạ nói chung là bạn trường hợp này quản lòng rất là tốt mà nó vậy xúc tức, mà các bạn chắc nếu các bạn nghe là lắm hết rồi đó, nhưng mà là chắc là bổ sung gì cũng bổ sung phải bổ sung hai ý. Thứ nhất đó là như Long nói đó là Chúa Giêsu cho Kinh Thánh là Chúa Giêsu hoàn toàn chưa có ý định là làm bất kỳ phép lạ, đúng không? Và khi Đức Mẹ mở lời là Chúa Giêsu mới làm phép lạ, thì qua đó cho chúng ta một cái bài học là Đức Mẹ cực kỳ có thần thế trước mặt Chúa. Cho nên là nhiều khi mới đầu Chúa chưa có ý định mà Đức Mẹ chuyển cầu, cái là mặc dù mới đầu Chúa bảo canh việc gì đến tôi và bài đó, nhưng mà sau đó thì được Chúa Giêsu cũng làm. Thì đó là chúng ta, cái đó là một bài học chúng ta là khi truyền giáo thì chúng ta dùng những cái truyền giáo mình cho Đức Mẹ, là Đức Mẹ rất là có thần thế đối với Chúa. Với lại thứ hai là chắc chắn là các nhóm khác chút nữa sẽ những giai đoạn nhóm hai thì là Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu ra đền thờ, nhóm ba thì là Đức Mẹ thăm bà Elizabeth nè, thì có một số các chắc chắn là mình sẽ học được những cái đức tính khác đó. Thì ở đây đó là ở cái đoạn tiệc cưới Cana này á, thì chị tìm hiểu và chị thấy một cái mà học hỏi ra Đức Mẹ mình thích nhất đó là nói về Chúa người khác. Đó ví dụ như là có Chúa là lại đem Chúa người khác. Còn một cái yếu của mình đó là không dám nói về Chúa. Thực sự cái kinh nghiệm bản thân mình đi, mình mới tiếp xúc là khi mà mình nói cái cơ hội á, người nhiều khi người ta mong mình nói, mà từ phía những người công giáo mình lại ngại. Cho nên đây là một kỹ năng mà mình thấy là cái điều mình học hỏi lớn nhất nơi cái đoạn thì cứ cái nào là nói về Chúa, cái sự mạnh dạn, cái cơ hội học với mình tự tạo cái cơ hội nữa. Đó là cái ý mà chị muốn chia sẻ với các bạn. Con thì con có cái lập luận mà khác hơn chung, tức là mình thường học hỏi truyền giáo theo gương Đức Maria. Thú thật với cha là con đang rất ngại về cái chuyện mà
rất nhiều người quảng bá Đức Mẹ, tôn kính Đức Mẹ nhiều hơn, làm cho người ta không hướng về Thiên Chúa nhiều. Cho nên là trong bản tin thánh là mình nhiều hơn cho con. Đức Mẹ bảo với gia nhân làm sao? Người bảo gì anh cứ làm theo, quy hướng tất về Thiên Chúa, quy hướng về Thiên Chúa. Chúng tôi trao trả một Đức Kitô chịu đóng đinh, chứ đừng trao trả cho họ theo cái kiểu mà họ đến với Đức Mẹ để Đức Mẹ ban ơn, nó rất nguy hiểm. Thậm chí trong giáo hội ngày nay cũng thế, rất nhiều cha, thậm chí là các giám mục quảng cơm quảng báo về Đức Mẹ, thì tôi xuống Đức Mẹ là chính đáng rồi, nhưng mà làm sao để quy hướng về Chúa Giêsu, cái điều đó quan trọng lắm. Thì mình giao giảng về một chút được mừng với Đức Kitô chống đi, chứ không phải giao giảng về Đức Maria. Mình học theo gương Đức Maria thôi, chứ không thể giao giảng về một Đức Maria có quyền phép, một Đức Maria sẵn sàng ban ơn, hay là như viên cầu Đức Mẹ, cái kênh Đức Mẹ Cứu Chúa đó, mẹ có quyền thế ép buộc Chúa đâu, cứ sai đấy, cái tiếng tiên nó sẽ đi sai với cái chân lý. Cái tiếng lý của Hội Thánh là giao trả về Đức Kitô tô giữa Đức Minh, cho nên là con xin có ý kiến đó. Gắn bó với những người lương dân. Dạ, ý
mẹ luôn là người kiên nhẫn lắng nghe để hiểu, để chia sẻ khó khăn từ cuộc sống là của lương dân. Ý cuối cùng, ý thứ năm, hai lời nhắn cuối cùng của mầu nhiệm vui vâng lời chịu lụy. Người truyền giáo phải trực đó vâng lời Chúa, hỏi thánh bề trên, hy sinh lợi ích cá nhân để truyền giáo một cách hiệu quả. Giống con đã trình bày xong. Dạ, ý thứ nhất là Đức Mẹ luôn luôn ở cùng Chúa Giêsu và giữ lời hỏi thánh. Dạ, ý thứ hai, Đức Mẹ biết một khi biết lạc hướng Chúa Giêsu thì lập tức đi tìm lại Chúa. Ý thứ ba là Chúa khi gặp Chúa, Đức Mẹ khi tìm lại Chúa thì Đức Mẹ không, Đức Mẹ hỏi không phải là để chất vấn, mà là để tìm hiểu ý định của Chúa. Và ý thứ tư, mẹ luôn là người kiên nhẫn lắng nghe mọi lời của mình. Và ý thứ năm là ý cuối cùng là hai lời nhắn của mình chịu vui là vâng lời chịu lụy. Dạ xong. Kính thưa cha, cha và các bạn, con muốn bổ sung cho nhóm con là khi Đức Mẹ luôn ở cùng Chúa Giêsu, Đức Mẹ luôn ở cùng Chúa Giêsu từ bé đến lớn, giống như cuộc đời mỗi người con gái của chúng ta, mỗi người đều có Chúa thánh lên trong lòng từ nhỏ đến lớn. Nhưng thực chất đôi khi chúng ta đã bị lạc mất ý định của Thiên Chúa. Chẳng hạn như bây giờ đang cái sự người ta sôi nổi giữa Trung Cộng và Tổng thống Mỹ Donald Trump, có nhiều người nói như vậy, Trung Cộng sao nó ác như vậy, tại sao nó chết không để Chúa không để phạt họ đi, thế để là họ sống như vậy. Họ đã vô tình đánh mất được cái là ý định yêu thương Thiên Chúa. Tại vì Thiên Chúa nói rằng ta đến đây để không phải để kẻ gian ác phải chết, nhưng ta muốn nó anh sống hối để được sống. Và đôi khi mỗi người chúng ta phải luôn đặt những câu hỏi thắc mắc về Thiên Chúa, tại sao Chúa lại ban con vậy, ban con khả năng như vậy, để chúng ta được những gì, để Thiên Chúa luôn luôn soi sáng và đồng hành nâng đỡ tâm hồn chúng ta mọi lúc mọi nơi, để chúng ta hiểu rõ thật thì ý định của Thiên Chúa. Tuy nhiên là phải nhìn mặt đích tích cực chứ không phải mặt đích tiêu cực. Dạ xin hết. Chờ chú cái thời gian của anh chị là mình cái câu hạ câu một câu chọn á, thật ra nó là của con chọn cái đề tài sau cung, có nghĩa là đề tài Đức Mẹ Trong Quyến cũng như là Đức Mẹ Diệu Thị Chúa Tây Na đó. Các nhóm khác đã chọn đồ và nhóm của con đã chọn sau cùng, mình nghĩ ra đây là một câu hỏi khó nhưng mà nó vẫn có cái câu trả lời và có cái gương mẫu của Đức Mẹ. Mình ở đây mình không phải là một cái trường thi, nhưng mà đi vòng tất cả các bạn là trước khi mình đưa Chúa Giêsu đến cho lương dân đó, thì ít nhất mình cũng phải có cái đời sống nội tâm. Mà rồi đời sống nội tâm đây không có ai bằng Đức Mẹ. Đức Mẹ thường xuyên suy đi nghĩ lại trong đó. Luôn Đức Mẹ có Chúa Giêsu, Đức Mẹ ra đi. Xin nói chút xíu. Xin mời nhau. Dạ, cái phần của nhóm ta, nhóm chú này có một phần mắt ở phút cuối là mình bỏ qua là tình của mình. Cái phần cuối là gì? Phần cuối là gì cũng nhớ không? Cái trong hai vòng thì nhưng mà mình bỏ qua lợi của mình đi đến người ta cái
Tao đọc đi, đọc đi. Cái thứ nào? Cái gương hy sinh mình bỏ qua cái quyền lợi của mình để mà cái phần con chỉ hát cái phần thi sinh ở cái vòng đội thực sự là con phải có nghe một câu này, mình phải có thì mình mới cho mình thay, thì mình phải có một cái gì đó mình phải thay. Con nghĩ cái này nó hơi có thành tí, thành nhân tí của việc thực sự. Khi mà mình bỏ qua lớp cái nhân của mình thì mình bỏ qua là cái thọ của mình, sau này mình cái thọ nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc thực giáo mình theo công việc mình. Ví dụ bây giờ cái lợi ích đó thì mình bắt buộc phải làm như vậy, không là bỏ được, nó một ảnh hưởng lớn của mình. Mình hôm nay mình không đi chuyện giải, nhưng mà ngày mai, ngày mốt gì đó mình phải đi đến người ta. Cái đó là bình thường, cái cuộc sống chúng ta đi chuyện giải không phải như vậy hết. Lúc có những hiểm bận thì chúng ta không thể đi được, bởi vì đó thực sự cần thiết để lo mình, lo cho khởi cái nhân thực tế của mọi người trong gia đình chúng ta nữa. Vậy nên là sự nếu mà nói là mình bỏ qua cái nhân để mình đi đến người ta thì không. Thì cái đó cũng là một cái lối suy nghĩ. Thành thử ra mình có cái bài lương tâm để mình phân định không mà áp dụng vô được. Đấy, nếu mà mình nhìn ở một cái cạnh khác, ví dụ như mình muốn cho cái công việc gì giáo của mình hy sinh cái giờ đi chơi của mình để mình đi công tác chẳng hạn, hoặc là mình hy sinh chút xíu cái đồ ăn thức uống hoặc là đồ vật dụng gì đó để cho mình cho mình có dùng truyền giáo đó chẳng hạn. Thành thử ra mới có câu là yêu là mất đồ nhà một ít là gì? Mất đồ nhà ấy là ai? Xin mời nhóm bạn. Mất đồ nhà, hiểu không? Ta trả lời cái câu hy sinh khi đi truyền giáo. Chưa xuống khi mà được những khoa đi siêu hỏi là điều nào quan trọng nhất trong cái luật, vì của họ là một rừng luật. Chưa xuống trả lời hai mà một là cái phải yêu mến Đức Chúa là trong đệ nhị luật chương 6 câu 4 đến câu 5, rồi cái thứ hai là ngày móc tới Lê Vi chương 19 câu 18 phải yêu tha nhân như chính mình. Hôm nay cho nói là trong các cái tội ấy, mà của những người đi tu thì tội nặng nhất là cái lương tâm bối rối lưỡng lự, có nghĩa là mình không biết cái vị trí nào nó cao hơn cái vị trí nào, cái việc nào nó nặng hơn cái việc nào. Yêu tha nhân như chính mình thì rõ ràng phải yêu mình trước, rõ ràng phải yêu mình trước. Nhưng mà yêu tha nhân cũng như là yêu mình, nên hai cái đó nó không có mâu thuẫn mà nó phải bổ sung cho nhau. Mình phải cân đối như thế nào để vừa phải là yêu mình mà vừa phải yêu tha nhân thì đó mới là khó. Chứ nếu mình yêu hẳn một bên, mình lạnh về tư tưởng, về suy nghĩ, yêu hẳn về mình cũng được, yêu hẳn về tha nhân cũng chết, yêu cái nào cũng chết, mà phải nằm ở giữa yêu tha nhân như. Và nếu như chúng ta đi lo cho người khác hơn cứu độ mà bản thân mình không được cứu độ, mình sai. Hồi đó cha có hỏi cha giáo là thưa cha, con chỉ thích cầu nguyện với các linh hồn, và nếu như cầu nguyện với các linh hồn lên thiên đàng mà phải hy sinh cho ơn cứu độ của mình thì sao? Cha giáo bảo con làm sai. Cái điều đầu tiên là lo mình được cứu độ đấy, còn tha nhân như lúc đó mình mới chia sẻ, nó trào ra mình mới chia sẻ cho người khác được. Và thực sự nó trong tình yêu nó không có mâu thuẫn. Khi mình yêu là mình sẽ có cách mình chia sẻ nó hợp tình hợp lý. Và cái điều đó lấy cái mình làm trọng tâm để mình quy với mọi người. Và điều đầu tiên hãy lo cho mình được cứu độ. Và người ta không thể cứu độ một mình, Chúa muốn mọi người được cứu độ trong hội thánh. Nên là mình mới được mời gọi sai đi để loan báo và lo cho người khác hơn cứu độ người khác như là mình đã lo cho mình đấy. Nó hai cái nó bổ quyết với nhau giống như mà hai mặt một bàn tay nên không có mâu thuẫn mà nó là bổ sung. Nên nhìn nó mâu thuẫn thì không được, mà nhìn bổ sung thì nó sẽ tích cực. Cái câu trả lời tạm thời là vậy. Nếu mà còn ai có ý kiến khác thì cứ bổ sung, tại vì chúng ta đang trong cái việc mà chúng ta tranh luận. Con có một ý kiến một chút xíu nha. Tại vì trong cái bài thuyết trình của nhóm 2 có một ý mà con rất là thích. Là cái số 3 đó, Đức Mẹ hỏi là không để chất vấn mà để tìm hiểu ý định của Chúa. Thì đây là một ý mà nó áp dụng cho
cho khi đi truyền giáo rất là tốt, theo con thấy vậy. Ví dụ trường hợp như là khi mà không cứ để chị chỉ bày. Khi mà tất cả mỗi người chúng ta, chúng ta đem linh dân cũng đều được làm của Thiên Chúa. Cho nên là nếu như mà mình nhìn tất cả mọi người đó là hình ảnh của Chúa thì là tất cả mọi người đều là anh em. Thì Đức Mẹ hỏi không để chất vấn khi mà đi truyền giáo vậy. Đó là mình đừng có hỏi, mà phải trong đối thoại nên trong tình tương quan là đối thoại. Khi mà đối thoại mình thân hơn rồi là mình nắm bắt nhu cầu khác thì mình dễ dàng mình đưa Chúa đến cho họ hơn. Thì có phải con thấy là ý số 3 là con rất là tâm đắc trong vấn đề khi đi truyền giáo, mà con thấy là thực tế là có nhiều khi mình cũng gặp phải, nhiều khi người ta nói không đúng ý mình gì đó. Tuy nhiên trong lòng mình không vui, thậm chí là một số bạn là thậm chí là có phản ứng nữa. Vì nên là học được Đức Mẹ đây là Đức Mẹ sẽ hỏi không phải để chất vấn, để tìm hiểu được ý định của người ta. Đó, vì vậy, đó, con xin chia sẻ. Con xin hết. Nãy con có xin cha một phần thưởng này cho nên phải cho phải cha không có cái đấy anh nãy đi tội cái mẹ thích gì nhỉ? Mẹ thích vui sướng nhá, có một ý kiến anh em không có phần thưởng nó thuộc về anh không thì đó là gì là sao nhanh luôn chứ thì chạy ra cũng nhanh một chuyện thưởng anh coi cái cha bên này cái gì cho cha nhà sao làm nhé. Em nghĩ là Đức Mẹ thích nhất là được phụng sự bên cạnh Thiên Chúa. Thôi bây giờ đi con muốn, nếu mà ai không muốn người ta ý kiến á thì con xin được nói lại quan điểm của con thôi. Và nếu bạn ta xin cha bổ sung cho con là Đức Mẹ thích Đức Trời, yêu mến Chúa và thích lời của Chúa. Thì vì trong Luca, trong đoạn thấy là trong Luca chương 2 câu 51, khi ấy đã Đức Giê-xu đi xuống cùng mẹ và mẹ hằng ghi nhớ những điều đó suy đi nghĩ lại trong lòng. Người chuyên giáo chúng ta luôn phải biết suy đi nghĩ lại lời của Chúa, những biến cố trong cuộc đời mà Chúa đến cho mỗi người chúng ta để chúng ta rút được một bài học đó. Dạ, xin hết. Rồi, xin nhóm tiếp theo nha. Xin thầy giáo khoa trình bày một cái chủ đề là Đức Maria của người truyền giáo qua cái câu chuyện Đức Maria thăm viếng của Elizabeth. Trước khi đó thì con xin tại vì nãy cái câu chuyện của cha nói là con nhớ tới một cái hình ảnh khi đi chơi máy bay thì người ta hay nói là khi mà có cái vấn đề xảy ra, cái mặt nạ dưỡng khí nó rớt xuống thì bạn phải đeo cho bạn trước rồi bạn mới lo cho người khác. Thì cái hình ảnh đó cũng là một hình ảnh là mình đáng để suy nghĩ. Dạ, sau đó xin bắt đầu. Thì chúng ta thấy thì gọi là truyền giáo. Mọi người nói truyền giáo thì truyền giáo đấy. Cái truyền giáo này là gì? Có thể giáo là một là Chúa hả? Hay là cái đạo giáo, một học thuyết, hay là một cái gì đó. Nhưng mà trong cái chủ đề ngày hôm nay thì cũng muốn nói đến truyền giáo hơn nghĩa hẹp hơn. Đó là mình nói cái mình công bố một tin vui, một cái tin rất là vui, đó là con Chúa nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Và con nghĩ thông qua cái câu chuyện mà Đức Maria đi thăm bà Elizabeth này, nó sẽ thể hiện rất là rõ, một như là một cái kịch bản nó nhỏ thôi, nhưng mà để mình làm mình mang cái niềm vui mà mình cảm nhận đang có Chúa trong người đó đến cho người khác, đặc biệt là đến với những người lương gia. Thì thực sự gia đình bà Elizabeth thì nếu mà xét về kinh thánh thì cũng không thuộc dạng là đạo đức lắm. Thứ nhất đó, là khi mình đi đến với cái người lương dân đó, thì mình phải có quà, chắc chắn rồi. Vì ở đây chắc chắn mọi người chúng ta ai cũng đã từng cũng lúc phải suy nghĩ hay là phải rất là khó khăn để suy nghĩ là tặng một món quà nào đó cho một người nào đó, cho một cái dịp đặc biệt nào đó, đúng không ạ? Vậy rõ ràng Đức Mẹ là biết bà chị mình có thai được 6 tháng rồi và vất vả vội vã lên đường, vậy thì mày đã mang cho cái món quà gì? Thì nếu mà chúng ta đọc qua phúc âm thì không thấy mẹ mang món quà hết, và thực tế chắc mẹ cũng chẳng mang món quà gì, nhưng mà món quà lớn nhất mà mẹ mang theo chính là Chúa Giêsu bên người. Đó là mẹ
đang có Chúa cho người, Chúa hiện diện cho mạng, đó chỉ là món quà. Và cái này cũng một lần ở đây trong một buổi chia sẻ chuyên đề thì cha Vinh cũng từng có nói, cha Vinh với các bạn biết trước khi mà cha lên đây cha để thuyết trình cho các bạn, cha phải cầu nguyện với Chúa trước 10 phút gì đó. Thì cha nói là trước khi mà cha giảng thì cha sợ bài giảng xong thì ông giảng cho Chúa nghe coi như là ôn bài. Thì đó là một cái rất là hay các bạn, có nghĩa là khi mà trước khi mình đi đến lương dân hoặc là mình trước khi mình nói về Chúa thì mình phải có Chúa chứ. Thì các bạn biết khi mà mình soạn cái bài này thì khi mà ngồi mình máy tính mình soạn, lúc đó mình đang nghe nhạc vớ vẩn nè, mình nghĩ tới chết rồi, không được, mình phải mở thánh ca mình nghe. Mình mở vừa nghe nhạc thánh ca mình vừa làm chắc là nó sẽ là có chất lượng thôi. Mình công nhận là nhập tâm hơn thì là trước khi đi đến lương dân, trước khi nói về Chúa thì bản thân mình phải có Chúa như Đức Mẹ mang Chúa cho mình, là như là một món quà. Và khi mẹ đến với Chúa thì khi mà đến với bà Elizabeth thì mẹ chào như thế nào. Thì khi mà bà vội vã lên đường, các bạn thấy một cái hình ảnh là khi mà bà mẹ Đức Mẹ cất tiếng chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng, và bà Elizabeth đã hát lên cái bài ca Magnificat các bạn. Thì các bạn có tự đặt ra câu hỏi đó là tại sao mà bà Elizabeth biết Đức Mẹ khi này là thân mẫu Chúa? Kinh Thánh không hề có nói là Đức bà Elizabeth được báo mộng là Đức Mẹ sẽ tới và Đức Mẹ đang có thai Chúa, hoặc là Elizabeth cũng không có được mặc khải hay gì hết. Mà tại sao vừa nghe Kinh Thánh là vừa nghe Đức Mẹ chào thì đứa con cũng nhảy lên vui sướng, và bà được đầy tràn thánh thần đó ra về khúc sau. Và khúc này thì không theo tìm hiểu thì thấy là bà Elizabeth đã được soi sáng, bà được so sáng ngay tại thời điểm cái lời chào của Đức Mẹ. Và dấu chỉ đó, cái bào thai bà nhảy lên, cái bào thai nhảy lên vui sướng, và bà đầy tràn thánh thần, khi đó là bà nhận biết được là Đức Mẹ đang mang Chúa Giêsu trong người. Thì qua cái lời chào của Đức Mẹ, mặc dù Kinh Thánh bà thấy không hề nói là Đức Mẹ chào như thế nào, đâu có mở một kép rồi Đức Mẹ chào bà Elizabeth cái gì đâu, nhưng mà chúng ta cảm nhận được cái lời chào nó có sức mạnh rất là lớn. Từ đây là con nhớ tới những cái bài học của con học ngày xưa, là bài học bánh hàng 30 giây của thầy cũng hay dạy, nó làm sao trong 30 giây đầu tiên tiếp cận một người, làm sao mà gây thật sự ấn tượng với người đó, làm cho người đó mà cảm thấy được hút hồn, bị ấn tượng và gây dấu ấn gì đó cho các bạn, người ta thích bạn liền. Thì Đức Mẹ là một chuyên gia bán hàng các bạn, chào không biết chào gì, nhưng mà người đó đứa con trong bụng sẽ nhảy lên vì vui sướng. Thì đây là một cái mà chúng ta nghĩ là chúng ta phải nghiên cứu, thật sự nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi ở rất nhiều người, để khi mà tiếp cận một người cái lời chào đầu tiên làm sao mà gây được sự ấn tượng của người ta, làm cho người ta cảm thấy gần như là nhảy lên thì vui sướng thích mình. Chứ đừng nếu mới vô câu đầu tiên mà chết với cô duyên là cũng hơi kỳ vậy đó, hơi khó cái chuyện chứ cũng sâu ha. Vậy rồi, và coi thứ nhất là món quà, thứ hai là cái lời chào, và phần sau ngoài ra còn một số cái đức tính khác mà chúng ta cần phải học hỏi Đức Mẹ. Đó là thứ nhất là mẹ cái chấp nhận hy sinh thiệt thòi về mình. Bản thân mẹ cũng đang có thai rồi, mà mẹ có thai mà bà Elizabeth cũng có thai, và bà cái chị đó, bà mẹ ngồi nghĩ của bà chị ông thăm tôi đi, mắt mới từ em tôi đi thăm bà, nhưng mà rõ ràng mẹ phải chịu hy sinh thiệt thòi. Thứ hai là mẹ đến với lại bà Elizabeth có một cái chủ đích rất là rõ ràng, vì muốn thăm cái bà chị già của mình. Khi chúng ta đến với một người lương dân nào đó, chúng ta phải cũng mang một cái chủ đích nào đó cho người, là chúng ta đang thấy người này cần cái gì, chúng ta có cái gì và chúng ta sẽ giúp được cái gì, phải có chủ đích. Và thứ ba là cái thứ tự ưu tiên, mẹ đang ưu tiên cho một cái người thân cận của mình, mẹ đến với người này trước. Đôi khi chúng ta sẽ có rất là nhiều cái mối để chúng ta cần nói về Chúa, những người nói, nhưng mà chúng ta nên suy nghĩ thứ tự ưu tiên, chứ không phải là chúng ta nói gặp ai cũng thích là nói, hoặc là đụng chuyện gì đó chúng ta cần nói, chúng ta cũng nên có một cái kế hoạch sự ưu tiên nào đó. Và thứ ba là Đức Mẹ đồng hành cho tới cùng. Đức Mẹ biết có thai là khi là 6 tháng, và Kinh Thánh nói là Đức Mẹ ở với bà 3 tháng, 6 cộng 3 là 9, hay là ở với Đức Mẹ và Elizabeth tới lúc mà bà cần sinh nở, là Đức Mẹ đã đi với bà tới cùng. Và ngoài ra một cái ý rất là hay, những cái này còn được tham khảo trên mạng thôi, chứ không phải là tự viết ra, đó là một sự cộng tác giữa trẻ và già. Ở đây chúng ta thấy được á, ở đây là một cái bà, một cái chị, một cái bà bầu trẻ đi thăm một cái bà bầu già, và hai bà bầu này khi mà gặp nhau họ đầy tràn thánh thần, và cái
làm và bà trẻ làm cho bà già, các tổ chúa và hai người cùng, và hai người chúng ta thấy đây không phải là hai cá nhân, nhưng mà chúng ta phải hiểu là hai cái thế hệ đi trước và thế hệ đi sau, cũng giống như là cái nhóm truyền giáo của chúng ta đó. Nếu mà thực sự các bạn trẻ ở đây không, thì thực sự con nghĩ cái con đi với nhóm những ngày đầu tiên con cũng chùi sụt, nhiều khi cũng chả muốn đi nữa, nhưng mà thật sự ra nếu mà không có chú Thiện gì bên đây, có bác Linh là mới ở đây, thì chắc là nếu mà đáp để đám trẻ là tự bơi không, tôi nghĩ là không quá 3 tháng thì chẳng còn nào hết. Thì rõ ràng trong một cái tổ chức, đặc biệt là tổ chức truyền giáo, thì chúng ta phải có một cái mối sự liên kết, phải có sự một cái cầu nối giữa trẻ và già để cùng đó nó hoàn thiện lại, để cùng nhau chúng ta đạt được cái mục đích cuối cùng, đó là mang Chúa đến cho mọi người. Con xin tóm lại những cái nhóm con đã rút bếp ra từ câu chuyện nước Mai ra. Thông biết Elizabeth, cái thứ nhất là chúng ta khi đến với lương dân, chúng ta phải có một món quà, và món quà chúng ta mang đến chính là Chúa, bản thân chúng ta phải có Chúa. Thứ hai là cái lời chào làm sao chúng ta phải làm cho người ta như là nhảy lên niềm vui sướng, là người ta phải cảm nhận cái niềm vui, mà cái niềm vui là niềm vui Chúa chứ không phải là niềm vui nhất hay là của cái gì hết, mục đích nào đó rõ ràng. Cái thứ ba là một số những cái đức tính mà chúng ta học hỏi được nơi Đức Mẹ. Và cuối cùng đó là một cái câu kinh thánh rất là thích, mà đó là một cái tiếng kêu, một cái lời mời gọi thánh thiết của Thánh Phaolô, chỉ là khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Và xin hát. Có một số người nhất là bệnh viện không quên đó, thì trong một những cái mình học Đức Mẹ đó là sự nhẹ bén đó, sự nhẹ bén trong nắm bắt nhu cầu của Đức Mẹ. Với là Đức Mẹ thấy là bà Elizabeth rất là cần người phụ nữ mang thai, rất là bất vả, làm việc khi tuổi già nên Đức Mẹ cũng như là bạn lòng cái để chia sẻ nhiều thứ ra đó. Đức Mẹ cực kỳ nhẹ bén, ăn gì cũng nhu cầu, nên là cái sự nhẹ bén rất là quan trọng. Có ai có ý kiến gì không? Thưa cha cũng như thưa các anh mà các bạn, cái này cũng như cái tinh thần của nhóm 2 đó là không phải chất vấn, nhưng mà chắc có lẽ là cái này bổ sung cũng như là đồng cảm với lại nhóm 3. Đầu tiên á, vì có nói là hình như là gia đình của Đức Mẹ, của bà Thánh Elizabeth á, là cũng không mấy gì đâu Đức. Mình nghe mình giật mình. Thật sự mình nghe giật mình, và từ đó thì không nghe triển khai cái ý này. Nhưng mà mình nhớ lại thì cái này ý này có lý. Ý này có lý. Có lý ở chỗ á, là nhớ lại cũng cái trình thực truyền tin cho ông Zakaria. Thiên thần nói là bà Elizabeth sẽ sinh con. Đấy, ông nói ông tin. Coi như là không tin tưởng vào cái quyền năng Thiên Chúa. Thành thử ra cái câu hỏi của ông Zakaria đúng nghĩa là câu hỏi đó, đúng nghĩa là câu hỏi chứ không phải là muốn tìm hiểu ý Chúa. Thành thử ra ông mới bị phạt. Tại vì có nghĩ người ta bị một ô chút xin chia sẻ cho mọi người hỏi đó. Linh nghe câu hỏi vô, nghe một cái đáp giá. Dạ, con muốn hỏi cái nhóm bạn là ví dụ bây giờ mình đi truyền giáo một nhà Phật giáo, có người ta hỏi mình là bây giờ tôi đến á, anh là công giáo, mẹ đến cầu nguyện Đức Mẹ, anh xin ơn Đức Mẹ này nọ, còn tôi bên Phật giáo thì đến xin bí đã Phật Bảo Quan Âm, và điểm khác biệt giữa Đức Mẹ và Phật Bảo Quan Âm, điểm khác biệt lớn nhất là gì, và nếu mình nói cho ta là để anh chuyển về hỏi nè. Vâng, có ý là câu hỏi này đó, cảm ơn câu hỏi cũng không liên quan đến chủ đề. Cái vấn đề là truyền cầu Đức Mẹ, thì truyền cầu Đức Mẹ thì cái câu hỏi này nó nằm ở cái đoạn hai nhóm trên thì nó sẽ hợp hơn. Nhưng mà cũng có thể chia sẻ một chút về cái đề tài này, cái này cũng là có thể người ta sẽ hỏi đó. Thì theo con á, thì mình sẽ trả lời. Thì mới ghi dùng mic để tỉnh ra. Theo con thì con trả lời gì đơn giản là vậy thôi. Đây là bên Phật và Phật Âm thì tôi không biết, thì bên Phật thì tôi thấy là họ tượng nào cũng cầu được hết á, thì thấy có tượng là thấy là bái lại được. Nhưng bên tôi khác, tôi chỉ có một mình Thiên Chúa thôi, còn tất cả những cái thánh, những Đức Mẹ khác đó đều là những cái đấng mà không qua những cái đấng đó, những cái đấng nhiều khi nó gần gũi hơn, vì tên thánh mình, thánh của mạng Đức Mẹ
nó gần gũi hơn thì mình cầu, mà chỉ là cầu Chúa cho những người đó chuyển cầu, và bên nào cũng tất cả đều quy về Chúa hết, chứ không phải là cái tượng nào cũng cúng lại để cầu nguyện được. Trước mắt là mình biết Bồ Tát là ai không, tức là bên đạo Phật người ta hà vừa vì Bồ Tát, nhưng thật ra Bồ Tát không có thật, không có, không là một cái nhân vật mình tưởng tượng lên. Còn chúng tôi cầu với Đức Mẹ là người có thật, người Nazareth không đó, bà đó là bà mẹ của Chúa Giêsu đó, mẹ của Đấng Cứu Thế đó, con có thật, tức là con người có lịch sử đó, con người có lịch sử ghi lại, tức là mẹ của Đấng Cứu Thế. Còn Bồ Tát là cái người hỏi hay là hỏi lại ngay cái người Phật giáo đó, Bồ Tát là ai, người ta sẽ không trả lời được không, tức là Bồ Tát là cái nhân vật người ta tưởng tượng lên chứ không có thật đó. Còn Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa, thì chính Đức Mẹ sẽ truyền cầu cho chúng tôi, Đức Mẹ sẽ lấy từ cái kho tàng của Thiên Chúa mà cho chúng tôi. Cái câu trả lời của chúng em thì nó khá mang chất đối đầu thôi. Trả lời của Việt thì nó nhẹ nhàng và về mặt tâm lý thì chuẩn đấy, tâm lý thì chuẩn đấy. Có nghĩa là tất cả chúng tôi thì đều cùng nguyện với Chúa và các tháng là chuyển cầu đó thì chúng tôi trong tất cả các tháng, trong đó có cả Đức Mẹ. Còn riêng về các Phật thì thực sự người Phật giáo có cái quan điểm là người ta có nhu cầu xin, tại vì mỗi ông Phật sẽ ban một cái lời nói khác nhau, mỗi Phật người ta quan điểm là các Phật đó sẽ dạy cho họ một cái đặc tính khác nhau, nên là chẳng hạn như họ cần tiền hoặc họ thần tài thì họ được cung thần tài thôi. Và ngay cả các sư ở trong nhà chùa cũng nói là các không biết nhiều cái gì, các chư vị thờ Phật nào cũng được, mình cảm thấy mình có cái nhu cầu về Phật nào thì cứ ở nhà cứ đặt Phật đó, không có nhất thiết phải đặt Phật nào cả. Còn chúng tôi cũng phải, là chúng tôi đầu tiên phải có Chúa đó, còn các thánh khác chuyển cầu của Chúa với tôi, hoặc là thân thiết với gia đình tôi, hoặc là bồn mang của tôi, thì cái câu trả lời của Việt thì có vẻ nó sẽ mình sẽ dễ trả lời, mình sẽ dễ đón nhận hơn. Tuy nhiên cái câu trả lời của chúng ta nó không phải vô lý nha. Nếu chúng ta truy về cái gốc của Phật Bà Quan Âm thì cái gốc của Phật Bà Quan Âm khi mà đang ở Ấn Độ thì Phật này là Phật Nam, nhưng mà qua Trung Quốc nó trở thành Phật Nữ. Không biết có hiểu nhầm thì có thể làm, có thể làm không. Tuy nhiên là cái câu đó nó không có sai, nhưng mà chúng ta cẩn thận với những người nào thật là thân, chúng ta hãy trình bày cái quan điểm như thế vậy. Còn nếu như mà thực sự là những người mới biết hay quen thì chúng ta nên chọn cái giải pháp của anh Việt thì nó sẽ dung hòa, nó dung hòa hơn. Thì những cái câu đó đều tốt cả. Nhưng bây giờ có câu hỏi cho Việt nào. Xin mọi người chúng ta khi nghe thuyết trình chúng ta, chúng ta hãy nghe với một cái thái độ coi như là của học thức đó, có nghĩa là nghe để chất vấn, theo cái nghĩa để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Cái câu đầu tiên của Việt thì đúng thật là nghe giật mình, gia đình bà Elizabeth không có đạo đức lắm, nhưng mà hãy nghe tin mừng Luca nói như vậy. Luca chương 1 câu 6, hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Luca chương 1 câu 6 nói nha. Và thực sự là gia đình họ đạo đức lắm. Riêng về cái câu mà Chúa Đức Thiện nói là Zacharia bị phạt, thì hiện nay giáo hội không có nghiêng về cái hướng bị phạt đâu, nhưng mà đó như là một dấu chỉ Thiên Chúa ban cho ông để ông qua đó cảm nhận được cái phép là Chúa làm hơn là ông bị phạt. Tất nhiên chúng ta nói phạt theo hình thức răn đe thì đó là cái cách hiểu của ngày xưa của giáo hội, nhưng hiện nay thì nghiêng về cái hướng là một dấu lạ Chúa ban cho ông, tại vì một phép lạ có một dấu chỉ thì cái đó là dấu chỉ. Và vậy nên là có thể nói hay là cái đó là lỡ lời, nếu lỡ lời thì thôi không bàn luận nữa, hay là có cơ sở thì nói tiếp cái đó. Rồi hỏi thêm câu nữa. Tại vì mọi người nghe để mọi người chất vấn thì nó sẽ làm cho cái buổi mình nó suy động hơn. Lúc Việt nói là cái ý thứ tư là truyền giáo có sự ưu tiên, không phải bạn đâu cũng nói,
Và như vậy là Thánh Phaolô trong Timôthê chương 2 câu chương 4 câu 2 thì Thánh Phaolô nói như vậy: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Thì cái đó nó có bị nghịch với lại cái vừa điều vừa trình bày hay không, thì có thể khai triển cái đó rõ hơn xíu. Cái ý thứ nhất là, thì là đúng là cha nói nghe từ đầu Luca thì đã nói tới cái gia đình này rất là đạo đức công chính, con vậy là chứng tỏ là con hiểu chưa có chuẩn, con hiểu đang hiểu theo ý là mình, ông hai gia đình này là đạo đức trước mặt chúng ta, nhưng mà ông gia Caria vẫn có một cái gì đó, ông vẫn còn lấn cấn với Chúa cho nên mới bị Chúa phạt. Thành ra cái ý con đang nói đây là ông bề ngoài thì người ta nhìn đạo đức, nhưng mà bản chất ở trong gia đình thì vẫn có một cái vấn đề nào đó mà Đức Mẹ tới đây để là hóa giải cái vấn đề đó. Đó là cái ý mà con nói. Dạ. Nhưng mà nói cái kia thì phải cẩn thận ha, tại vì người ta suy nghĩ theo cái tiêu cực nhiều hơn. Dạ. Nếu mà nói thì phải giải thích rõ ra là so với Đức Mẹ thì ông không bằng thì được, nhưng nếu như ông so với những người khác thì ông không có chê trách điều gì đâu. Mà những luật của Thái không đơn giản, rất khó. Rồi tiếp câu hai đi. Dạ. À, cái câu hai á thì đây là một cái đúng như cha nói, cái Timôthê là một cái việc mà mình truyền giáo là bất cứ mọi nơi ở đâu thuận tiện, thì đây là một cái mà mình bổ sung thêm cho con. Còn bản chất con khi mà triển khai cái này á, là triển khai chỉ nói chỉ mình bên đang hiểu, nó gọi là hiểu sát của cái ý nghĩa của từ cái mặt văn này ra, là khi mình truyền giáo thì mình ưu tiên cho những người thân của mình, ưu tiên nói cho những người thân mình, chứ không phải mình cứ thích ở đâu mình nói về Chúa đó. Nhưng mà rõ ràng là đôi khi mình cũng thêm thì hiểu theo nhiều cách khác nhau, những lúc thuận tiện, không thuận tiện. Thưa cha, con có một cái ý này là muốn chia sẻ với lại nhóm 2 đó, là chia sẻ thôi, tại vì thấy không có nhấn vô cái điểm này cũng hơi uổng. Đức cũng trong trình thuật này luôn, là khi mà Đức Mẹ nhận biết được là bà Elizabeth có thai rồi thì Đức Mẹ vội vã lên đường. Trong khi đó, cái đây là cái vội vã, đây là các việc kinh phụng vụ dịch. Còn cha Nguyễn Thế Thuấn á, dịch là Đức Mẹ đon đã lên đường, thì đúng là đã thiệt á. Chú thích cái ý tưởng này lắm, là có nghĩa là khi mà có Chúa trong lòng rồi là lập tức, không có nói là bữa nay con bận, con không có đi công tác được, hay là hôm nay con bận, con mắc thi hay là con làm gì. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là luôn luôn nào mình cũng ở trong cái tư thế mà mình có Chúa trong lòng để được thúc đẩy đó. Thì chú thích cái ý tưởng này. Có ai hỏi gì không? Cái chữ đo đã nó đã có một lần con chia sẻ trong cái bài giảng nha. Cái chữ vội vã thì người ta nghĩ là bạn thiếu suy nghĩ và nông cạn, nhưng mà cái chữ đo đã của cha Nguyễn Thế Thuấn thì nó là một người vừa nhiệt huyết mà lại vừa suy nghĩ chín chắn nữa, nên là cái chữ nó rất là đắt giá trong cái bài tin mừng đó. Thôi bây giờ chúng ta coi như tạm kết cái chủ đề này ha, cái chủ đề về Đức Mẹ truyền giáo. Xin có một vài cái cảm nhận qua cái bữa nay mình được mấy chuyên đề, 4 hay 5 gì đó. Các bạn có thấy mình tiến bộ hơn so với ngày đầu, cái sự chuyên nghiệp của mình nó đã cao hơn rất nhiều. Đó là nỗ lực của tất cả, và chúng ta đem đến để góp với nhau, để cùng với nhau tạo thành những cái phong phú về kiến thức của Chúa cho nhau. Vì những ngày đầu tiên chúng ta chỉ theo kiểu là mang tính chất đón nhận và có nhiều sáng gì hơn tại chỗ. Bây giờ chúng ta đã bước lên một bước và thực sự cái đó tất cả cùng hy sinh đấy nha. Cái chủ đề mà về đạo nào cũng tốt đó, trước khi mà gửi cho các anh chị về cái tài liệu đó thì cha đã phải mất 3 tuần để cha tìm tài liệu gửi cho các anh chị, và sau khi các anh chị thuyết trình xong đó, cha phải mất từng đó giờ để tổng kết. Mặc dù đấy câu trả lời xem ra nó vẫn chưa có, nó vẫn còn nhiều người có thể để bổ sung thêm, nhưng mà không hề đơn giản. Rồi tất cả những cái chủ đề sau thì giống như là bị nợ nhau, mình nợ nhau gần tới ngày là cha lo lắng ghê gớm để làm sao có một cái chủ đề cho mọi người có thể tìm hiểu và có thể để lại mọi người tham khảo. Thì thực sự và cũng cảm ơn tất cả các anh chị đã nỗ lực, và chúng ta cái kiểu làm như vậy là
là kiểu làm khoa bản, có nghĩa là bài bản, có nghĩa là trước khi nói tôi đã biết tôi chuẩn bị nói gì. Chú thích thật có thổ thì thổ thêm thôi thôi, chứ không phải cứ thổ từ đầu, thổ từ đầu cũng không có ra được. Nên là tài liệu các chị gửi về, và nếu được thì các chị có thể gửi sớm hơn một chút, thứ sáu thì cũng được, nhưng mà trong vòng trong ngày hôm đó cũng được, gửi ngày hôm sau. Thì cha sẽ tổng kết cho chị những ngày cuối tuần, cho vì công việc nó làm cho không có giờ để ngồi nghĩ thêm, nó rất là ra rất là nhiều thứ. Hồi nãy bổ sung cho cái tư tưởng của Việt chút là thay vì xem cái gì đó để nghe qua nhạc thánh ca thì thấy nhiều ý tưởng, nhưng mà có một điều chúng ta sẽ làm tốt hơn là chúng ta nên soạn bài trong thinh lặng. Lúc đấy chúng ta sẽ thổi nhiều hơn, và thinh lặng trước và thinh lặng trong lúc soạn bài thì chúng ta sẽ thổi nhiều hơn. Và đấy thì tùy với lại mọi kinh nghiệm cá nhân của mỗi người thôi, nhưng mà lời của Chúa Thánh thì để đón nhận khi chúng ta rộng cái bình của chúng ta rộng thì rót vô nó nhiều hơn, chúng ta nghe thì nó mới chắc nó được đoạn dưới thế này. Thì đó là kinh nghiệm cá nhân để chia sẻ rồi. Chắc là chúng ta kết thúc chuyên đề này ha, để còn cái sinh hoạt sau thì tùy chúng ta có thể ai làm gì. Chúng ta cho chàng khoa tay kết thúc chuyên đề này. Với là chị Vân có triển khai trong tuần vừa rồi, và xin các anh chị ghi lại các câu hỏi của cái các chị truyền giáo, người ta hỏi mình câu gì rồi mình ý mình muốn trả lời câu đó là sao. Chẳng hạn như người ta cái câu đạo nào cũng tốt là một câu hỏi đấy, chẳng hạn người hỏi thế tại sao mình lựa cậu trẻ em lúc còn bé như vậy, chúng ta sẽ trở thành những chuyên đề chúng ta đào sâu, thực sự đào sâu nó sẽ ra nhiều ý, nhưng mà chúng ta chỉ cần lấy một trong những ý đó, nhưng mà chúng ta nên đào sâu để gặp những cao thủ. Hoặc là chúng ta thỏa mãn cái, không phải tự thỏa mãn tự kêu, mà chúng ta đào sâu để chúng ta có nhiều cái góc nhìn trên một cái vấn đề. Cái giải này chúng ta trả lời câu đó thì cũng chỉ có nghĩ như vậy thôi, nhưng mà tất cả chúng ta cùng ngồi lại chia thành nhóm nhỏ và đã thảo luận và cha cũng đã đúc kết, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn về một cái câu hỏi. Ví dụ như cha đưa một cái đề tài là tại sao lại rửa con trẻ em lúc bé, không có rửa để 18 tuổi rửa rửa mắc như vậy. Thì các anh chị cũng làm một cái đề tài chúng ta thảo luận, và chắc không chỉ được một góc cạnh hay là hai góc cạnh hết cỡ, nhưng mà với từng này con người chúng ta có khoảng 20 góc nhìn thì nó quá tuyệt vời. Nên các anh chị ghi cái câu hỏi đấy lại, rồi nếu mà tiện thì gửi trong tháng này hoặc không thì tháng tới chúng ta gom lại chúng ta gửi nha. Khi trên hành trình truyền giáo các anh chị hay được hỏi hay là được hỏi những câu hỏi gì, và các anh chị nghĩ là mình trả lời như thế nào về cái câu hỏi đó, đó là cái bạn tập về nhà một tháng chúng ta đầu bài ha. Rồi, cảm ơn. Chơi chơi kết thúc trong này muốn anh đi có cái muốn gì lúc đó kết thúc luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cái chủ đề mà lần trước chúng ta đã thuyết trình các nhóm ha, là chủ đề truyền giáo theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Thì thực sự Đức Maria trong Thánh Kinh ngài cũng thu hút nhiều cái tình tiết, tuy nhiên chúng ta cũng mong chọn ra ba đoạn tiêu biểu, từ đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là Đức Mẹ đi truyền giáo thì Đức Mẹ có những đặc tính nào, và từ đó chúng ta áp dụng vào cái hoàn cảnh thực tế của chúng ta hay trong những cái cuộc gặp gỡ tiếp xúc của chúng ta, nếu như có trùng với những cái tình huống mẹ đã xử lý thì chúng ta cũng được học hỏi, và không ít nhất chúng ta cũng xin mẹ đồng hành với chúng ta trên cái hành trình. Xin gửi đến ba đoạn mà hôm bữa chúng ta đã chọn, đó là Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth, Luca chương 1 câu 39 đến câu 56. Đoạn thứ hai là mẹ tìm Chúa Giêsu trong đền thờ, Luca chương 2 câu 41 đến câu 50. Và đoạn thứ ba là mẹ chuyển cầu tại Cana, Gioan chương 2 câu 1 đến câu 12. Bây giờ sẽ đi từ đoạn đầu ha. Mẹ thăm viếng bà Elizabeth. Chúng ta xem một cái đoạn clip ngắn liên quan đến cái việc mẹ đi thăm viếng. Hồi ấy, bà Maria lên đường một vẻ để tìm Chúa.
phần một thành phần chi tổng du đe và vào nhà vẫn sẽ theo nghe và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà một trẻ đầy chứng thần liền đưa lên cho tiếng bà nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người và người con em đang hôm nay cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được hoan hỷ Chúa cho tôi đến với chỗ này rồi. Vì này đây, ba tôi vừa khi thấy em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Thầy đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi phấn khởi vui mừng vì Thiên Chúa đã cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người lớn tôi nhìn ngoài, từ nay đến cuộc đời sẽ khen tôi diễn phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thần trí thánh trí tôi. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ. Chúa dân nay biểu dương sức khỏe, dẹp căn phường đồng chí thương thân. Chúa hạ vệ những ai biểu tế, người nâng cao mọi kẻ thiêu ngủ. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có là chủ vệ tay trắng. Chúa độ trì Israel cơ cơ của người. Nhưng đã hứa cùng trao chúng ta, vì ngồi nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Chúng ta vừa xem một cái đoạn clip ngắn liên quan đến cái trình thuật chúng ta chọn mẹ thăm viếng bà Elizabeth. Thì có qua trình thuật này thì các cô cũng rút ra cho mình những cái hoàn cảnh, những cái bài học để có thể áp dụng vào trong cái hành trình truyền giáo của mình. Thì xin gửi lên một số điểm như sau. Thứ nhất, mẹ mang món quà Giê-xu cho người chị họ của mình. Tin mừng kể lại rằng hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Luca chương 1 câu 39 đến câu 40. Khi mẹ đi như vậy, mẹ đi thăm viếng, mẹ mang một món quà. Tất nhiên là món quà vật chất thì ông bà Gia-ca-ri-a với lại Elizabeth chắc cũng không cần. Bởi vì nếu mà so với kinh tế thì chắc là gia đình tư tế phải khá hơn. Mà gia đình với Maria thì hình như chúng ta chưa có nghe nói về kinh tế này, chắc có đủ ăn thôi. Mà đi xa nữa, mà mẹ thì ở cái tuổi 16-17 có mang quà thì cũng xin của song thân thôi. Mà có xin thì cũng chẳng xin những món gì nó đã đắt giá. Nhưng mà mẹ mang đến cho ông bà, hai ông bà Elizabeth và Zacharia một món quà hết sức là độc đáo và cần thiết, đó là món quà Giê-xu. Đây là món quà cần thiết cho hai ông bà. Đây là một chút thực tế khi chúng ta đi thăm viếng, chúng ta cũng có những món quà nhỏ nhỏ, chẳng hạn như có mì hay là có gì đó, hay có mì thôi. Có gì đây, bánh, nước tương, gạo. Nó chỉ là một cái cách chúng ta mở lòng, coi như là chia sẻ một chút cho người khác. Thực sự là nếu như chúng ta giúp vật chất thì cũng chẳng giúp đến lúc nào cho được. Tuy nhiên có một món quà lớn nhất mà người ta mong đợi, có khi người ta không mong đợi, nhưng mà từ tận trong thâm tâm của họ người ta cần cái điều đó, đó là món quà Giê-xu. Hay mang lời Chúa đến cho người ta, mang chính sự hiện diện của Chúa như Maria mang đến cho họ vậy. Chúng ta coi hình ảnh Đức Giáo Hoàng tại Thái Lan năm 2019 vừa rồi. Đức Giáo Hoàng đâu mang theo cái gì đâu. Có nghe là Đức Giáo Hoàng mang cái món này món kia, nhưng mà so với lại vật chất thì nó đâu có cả. Nó chỉ là kỷ niệm thôi, chứ không có phải cái để mà người ta làm giàu, hay là cái để
người ta nuôi sống họ, mà chỉ là kỷ niệm Đức Hóa Các Mạng đã đến đây. Và cái điều người ta cần đó là bình an, đó là sự hiện diện của đại diện Chúa Kitô ở dưới trần gian. Đức Maria đã làm được điều đó, Đức Giáo Hoàng đã làm được điều đó, nhưng mà chắc thành viên của chúng ta cũng làm ít nhiều được điều đó, điều đó đáng quý hơn nhiều. Thứ hai, mẹ mang đến ơn thánh qua lời chào. Trong tin mừng chúng ta khi bà Elizabeth vừa nghe tiếng mẹ Đức Maria chào thì hài nhi trong lòng liền nhảy mừng. Lời chào rất là đơn giản, tin mừng không có nói lời chào nào, nhưng mà người Do Thái người ta chỉ có chào ngắn gọn là chúc bình an cho nhau, Salom, Salem. Thì cái lời chào đó nó cũng xuất phát là cái tên Salomon đó là hoàng tử của bình an. Thì người Do Thái chắc người ta cũng chỉ chào như vậy, à chị khỏe không, như như vậy. Người Việt Nam mình sao công việc làm ăn tốt đẹp chứ hả, những lời chào hết sức là gần gũi, có khi là rất là đơn sơ và thấy ở mọi nơi. Nhưng mà Đức Maria mang cái lời chào đó, và lời chào đó khi có Chúa Giêsu hiện diện thì lời chào đó đã có tác động của Thánh Thần, và hài nhi trong bụng của bà Elizabeth đã nhảy lên để vui sướng, và bà Elizabeth đã cảm nhận được cái ơn Thánh Thần qua cái lời chào đó. Khi chúng ta đi truyền giáo, lời chào cũng rất là quan trọng. Và vậy nên tại sao chẳng cần không có nặng ha, cần họ rất cần công độ, phải đeo kiếm. Có mấy em gần 3 độ nó không đeo kiếm, nó sợ xấu. Họ sao cha đeo kiếm, bây giờ thì 2 độ rồi. Không phải đeo kiếm bởi vì cần nặng, mà đeo kiếm để thấy người ta chào mình chào lại. Chứ kẻo mình còn trẻ quá, người ta chào mình không có thấy, người ta bảo ông cha này thì nó cũng là một cái nỗi khổ ha. Nhưng mà thực sự nó là một cái xã giao cần thiết. Nên là khi chúng ta đến nhà ai, bất kể già trẻ lớn bé, hãy gửi đến họ một lời chào từ tấm lòng của mình. Nhưng mà đi xa hơn nữa, không chỉ là dừng lại lời chào đó, lời nói của mình, hành động cử chỉ của mình, chỉ cần một cái biểu hiện nhỏ thôi mà người ta cảm nhận được cái sự quan tâm của mình, gần gũi của mình, một cái vỗ vai hay một lời thăm hỏi về vấn đề học tập hay là sức khỏe, thì đó là một ơn Chúa Thánh Thần. Có thể người đó người ta cảm nhận được đó. Chị Vân đến chụp hình với các em ngồi thân thương ha, gần gũi, các em cảm thấy được sự trang hòa yêu thương, đó tác động của Chúa Thánh Thần cần thiết lắm. Mẹ mang đến ơn Thánh Thần qua lời chào, chúng ta cũng mang đến Thánh Thần qua những cái hành động, qua lời chào, qua những cử chỉ hết sức nhỏ bé của mình. Nhưng mà chúng ta chất chứa tình yêu thương. Điểm thứ ba, mẹ chấp nhận hy sinh. Chúng ta thấy ở trong cái hành trình không có chiếu đoạn đường của Đức Mẹ đi, nhưng mà đường đá chắc là gặp về. Cái này đi xe ngựa thì chắc là nó kinh hóa rồi đấy, chứ chắc hồi đó đi bộ. Mà đường thì đổ núi, tại vì nhà của hai ông bà ở trên miền núi. Mà trên miền núi thì giao thông nó không có thuận lợi, đặc biệt là giao thông nhìn thời đó đường sỏ đá không. Nên là việc mà đi như vậy thì nó cả là một cái nỗ lực, một cái sự hy sinh vất vả. Mẹ cũng có thể lý luận là mình cũng mang thai cơ, mà thai này hơi bị ngon đấy, thai rồi ha, thai này thai rồi, thai này là Chúa đấy. Đã may trên đường có xảy ra chuyện gì, mình mới 16, 17, thân gái dọc trường, đâu có ai bảo vệ. Trên là chúng ta thấy có xe như vậy là chắc là kịch hóa phim ảnh nên người ta mới làm như vậy. Nhưng mà chắc là cái mẹ đi một mình thôi, đi một mình như vậy thì nó cướp sắc ở trên nữa mà, nên là nguy hiểm lắm. Lại mang thai có xảy ra chuyện gì, trả lời làm sao. Nên là nhưng mà mẹ cảm nhận được là cái sự thôi thúc của một tình yêu thương cần được chia sẻ, sự cần giúp đỡ của một gia đình, trong đó có người phụ nữ cao tuổi cần được giúp đỡ khi mang thai, nên Đức Mẹ đã hy sinh. Các chị truyền giáo có vất vả không ạ? Hành trình truyền giáo theo đúng nghĩa rất là vất vả, bởi vì mình phải không ngừng đến với người ta, cho dù người ta có hận hủi,
cho dù người ta có mở cửa, người ta thả chó. Có ai bị thả chó chứ? Mấy người đây vô bữa đi nghe công tác là có người bị thả chó rồi. Cho dù người ta có thả chó, cho dù người ta có tiếp đón đám đón lạnh nhạt. Hôm nay trong tin mừng Thánh Matthew kể lại việc Chúa Giêsu thử thách cái bà người Canaan. Bà cầu xin lại ngài con vua David, xin thương xót con có đứa con bị quỷ ám nó khổ sở lắm. Nhưng mà Chúa Giêsu không nói một lần. Chúa Giêsu còn thử thách như vậy, thử thách cái bà ấy như vậy, thì huống hồ ngài lại không thử thách chúng ta sao? Thử thách nhiều lắm. Cái chỗ này thì cha có được đến là cái chỗ mà trên hình này, đường đi vất vả. Nhưng mà nếu như anh mà thích đi độ chạy thì có thể đây là một cuộc đi chơi độ gió. Nhưng mà nếu đi làm việc thực á, làm việc cho nó ra việc, thì đây là một cái địa hình hiểm trở đó. Ai mà không biết bơi mà té xuống không biết đi ngành sao ha. Ở dưới đó có nước không? À có nước mà nước dưới đó chắc không chết đâu. Tại vì xuống là ngồi đấy đi. Nhưng mà nó là hiểm trở, chúng ta không thể chấp nhận hy sinh. Không có cuộc truyền giáo nào mà không có đổ máu, ít nhất là đổ máu trắng là sự hy sinh của mình. Còn máu đỏ thì chúng ta chắc Chúa chưa có đặt mình tới đó đâu. Mà nếu mà Chúa đặt mình đến đó thì cũng phải cố gắng đón nhận. Mẹ nhạy bén trước nhu cầu của người khác. Ở trên phim ảnh thì nó là người phụ nữ này khá trẻ, nhưng mà trên thực tế thì bà ấy sẽ rất lớn tuổi lắm rồi, chắc phải 70-80 rồi, chứ không cái này chắc là 40 mấy thôi. Thì thôi nó là trên phim ảnh, chúng ta cũng biết như vậy. Nhưng mà mẹ nhạy cảm trước nhu cầu của người khác là người chị của mình. Mặc dù là người chị của mình không có đề nghị nhé, chúng ta không thấy trong bất cứ một cái chú giải nào nói về vấn đề này. Tin mừng đã đặt trong bất cứ chú giải nào cha biết thì cũng chưa có thấy là bà Elizabeth đề nghị Maria đến giúp đỡ. Nhưng mẹ cảm thấy rằng được chia sẻ cái nỗi khó khăn của người chị họ của mình, nên mẹ đã nhẹ bén trước các nhu cầu đó của người chị, và mẹ đã đến để giúp cho người chị của mình. Chúng ta không chỉ đến thăm người ta, để viếng người ta, mà nếu như chúng ta cảm thấy là cái hoàn cảnh của gia đình của cái người bệnh này là sao, mình bị sao, bị sao, bị đau hay là bị sao, hay bị chậm phát triển. Đó, khi mà chúng ta đến, chúng ta tiếp xúc như vậy, chắc chắn Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng cho chúng ta biết họ đang cần gì, họ đang cần gì. Nếu như trong khả năng chúng ta giúp đỡ được, thì chúng ta hãy nhẹ bén trước điều đó. Có thể là công sức, có thể là một chút những hy sinh, tất cả những điều đó sẽ góp lại cho chúng ta trên hành trình truyền giáo như Đức Maria vậy. Một điều khác là mẹ chọn lựa đối tượng ưu tiên. Mẹ không có đi lên Judea để mẹ gặp người nào mẹ cũng giúp đâu. Sức người có hạn thôi, mà người được giúp đỡ thì rất nhiều. Mẹ chọn đối tượng đó chính là người chị họ của mình. Người chị họ lúc đó đang cần giúp đỡ, nên là mẹ chọn đối tượng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Rõ ràng chúng ta không thấy người thứ hai, người thứ ba, nhưng mà tin mừng nó phải viết ra để minh chứng điều đó đâu. Chắc chắn mẹ cũng giúp người này người khác, nhưng mà ở đây trong bối cảnh này mẹ đang chọn người chị họ của mình để mẹ giúp đỡ. Chúng ta đi truyền giáo cho người khác là một trong những người chúng ta cần phải để ý, là người thân trong gia đình mình. Người ta nói có câu là bố biết sách con đốt sách. Gia đình mình đi truyền giáo cho người trong gia đình mình là có những cái cảnh thế này thế khác. Thực sự là nếu như chúng ta làm hết sức thì chúng ta cũng trao phó phần còn lại cho Chúa. Nhưng mà sợ rằng mình nhiệt thành với những người ngoài mà người trong gia đình mình lại rạch nhà. Thứ tự ưu tiên vẫn là những người mình cần đúng nhất, những người thân thiết nhất trong gia đình mình. Rồi sau đó chúng ta hãy sắp xếp là những người xung quanh, những người xa hơn. Đó là thứ tự khôn ngoan của Đức Maria. Chúng ta được mời gọi trong cái sự khôn ngoan hơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình. Điều tiếp theo, mẹ cộng tác với thế hệ đi trước. Đó là đức người chị họ của mẹ đó, lớn tuổi. Lớn tuổi hơn, và đức mẹ đã phải siêu hòa hợp. Thường thường
với đứa con mà họ tại sao mà không có nghe lời ông bà hay là cha mẹ của mình, thì thường trả lời sao? Mà sao không vâng lời? Thì thường con cháu sẽ trả lời sao? Ông bà già rồi, lỗi thời, nó không còn hợp thời nữa. Nhưng mà rõ ràng cái người lớn tuổi có những giá trị của nó. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng nói một cái xã hội mà không có tôn trọng người lớn tuổi là một xã hội mất đi cái gốc, mất đi cái quá khứ của mình. Mà người ta mà quên đi ký ức của mình trở thành bất trí. Mà người bất trí thì không biết như nào thì sứ mệnh của cha thành đó, cha thành cũng trong hiện tượng đó là ngài bị quên, ngài bị quên một thời gian và có khi ngài không còn nhớ được ai với ai hết. Bây giờ ngài sợ là những người ngài gặp á mà ngài không có niềm nở thì sợ người kia nghĩ là ủa sao mình lạnh nhạt vậy. Nên là bây giờ ngài chơi một cái hình thức mà gặp ai ngài cũng niềm nở hết, ngài gặp ngài không quen ngài cũng niềm nở lắm. Ở mức này có này kia người mất đi ký ức như vậy. Nếu như chúng ta muốn trở thành người mất đi ký ức, muốn là người bỏ đi cái người già trong gia đình mình đi, chúng ta cũng trở thành người không có gốc. Đức Maria không phải hình thức đó. Mẹ tôn trọng và mẹ hợp tác với lại người chị của mình. Hôm bữa đưa ra một cái ví dụ rất là hay cho cái nhóm của mình có những thế hệ tuổi khác nhau, trình độ cũng khác nhau, nghề nghiệp cũng khác nhau, văn hóa cũng khác nhau, xứ cũng khác nhau, sở thích cũng khác nhau. Nói chung mỗi người chúng ta là một cá thể độc đáo và dị dạng. Nên nói ai mà giới thiệu mà mình nói mình có gì chẳng có gì để giới thiệu thì nó thiếu cái sự độc đáo, nó uổng. Chúa tạo ra mỗi người một cái sự độc đáo, chỉ tôi có chứ người khác không có đâu. Đã phải nói như vậy, mỗi cái sự độc đáo như vậy chúng ta hòa nhập vào với nhau, tạo nên cái sự phong phú. Như chúng ta cứ tưởng tượng đi ra ngoài đường ai cũng là nam hết, hoặc là ai cũng là nữ hết, ai cũng là kế toán hết, ai cũng đi học lúc là học sinh hết, chắc không sống không có vui, sống không có vui, chẳng đi du lịch làm gì, tại vì ở nhà kia nó giống nhà mình, việc làm gì, rồi cũng chẳng khám phá được cái gì, cũng chẳng học hỏi điều chi cả. Thì trong cái tổ chức mà có nhiều thế hệ, nếu như gắn kết vào nhau nó sẽ tạo thành một sức mạnh. Đức Maria đã làm được điều đó khi thăm viếng chị họ mình. Thì mọi người chúng ta hãy gắn kết trong cái nhóm của mình, trong cái khả năng của mình để có thể làm cho cái nhóm của mình nó phát triển. Và khi chúng ta đi thăm viếng người khác, chúng ta cũng phải để ý đến cái tính đa thế hệ trong gia đình. Thường thường hai cái đối tượng chúng ta cần phải ưu tư nhất khi chúng ta thăm viếng đó là trẻ em và người già. Có khi cái người trưởng thành nó chưa cần đâu, nhưng mà trẻ em và người già là cần chúng ta được chăm sóc nhất, chúng ta phải quan tâm nhất, có thể hỏi thăm ngay những cái người đó trước. Và khi cái sự hài hòa đó chúng ta có được thì nó sẽ tác động đến cái người chủ của gia đình hiện lúc đó. Chúng ta vừa mới qua phần đầu tiên là mẹ thăm viếng và Eli. Ta sang cái phần thứ hai là mẹ tìm Chúa Giêsu trong đền thờ. Luca chương 2 câu 41 đến câu 50. Chúng ta xem cái đoạn clip. Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu chạy hội đền Jerusalem mùa lễ vừa qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền theo tập tục ngày lễ. Sau kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đền ngũ hành. Nên sau một ngày đường, mới đi kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy
và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không? Cha con và mẹ em đã phải cực lòng tìm con. Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người nữa. Rồi chúng ta vừa xem cái đoạn là mẹ tìm Chúa Giêsu trong đền thờ. Chúng ta xem bắt đầu ha. Qua cái đoạn đó chúng ta học được một số những cái bài học của Đức Maria. Thứ nhất, mẹ là người giữ luật vì tình yêu Thiên Chúa. Đây là cái đền thờ Jerusalem. Và cái đền thờ này á, theo luật Đệ Nhị Luật chương 16 câu 16 thì mỗi năm 3 lần tất cả đàn ông con trai của anh em phải đến trình diện Đức Chúa ở nơi người chọn và dịp lễ bánh không men, lễ ngũ tuần và lễ đầy. Và cái luật này thì được các rabbi giải thích rằng theo luật buộc là đàn ông con trai đang sống quanh Jerusalem 24 cây số thì buộc phải tới dự ban lễ này trong năm. Nhận ý nào? Chúng ta thấy Đức Maria ở đâu? Lúc đó Đức Maria với Chúa Giêsu đang ở đâu? Ở địa danh tên gì? Nazareth là miền Bắc Kỳ. Còn Jerusalem ở Sài Gòn, miền Nam. Chúng ta coi cái bản đồ ha. Ở đây là Nazareth này. Đó, Đức Maria ở mãi miền Bắc mà phải đi xuống miền Nam là nếu mà đường ô tô nó chạy bây giờ là 146 cây, nếu mà đường xe bay chắc phải hết 100, có thể 120 hay 130 cây ấy. Mà mẹ đi từ Bắc xuống Nam như vậy để hành hương, chắc là không đi hành hương 1 năm 3 lần đâu, nhưng mà vẫn là đi theo kiểu hàng năm. Chúng ta nhớ chứ, hàng năm. Vậy đứa mẹ đây đã mẹ thực hiện trên luật đòi hỏi. Luật đòi hỏi là bây giờ ai phát hiện ra luật đòi hỏi mà Đức Mẹ làm trên chỗ nào? Đúng rồi, chung lên 24 cây so với 146 cây là hơn rồi. Còn điểm khác ai biết? Ai biết? Tập phát biểu bằng kiểu giơ tay biểu quyết. Ai biết? Rồi, phát. Là đàn ông thôi. Đức Maria là phụ nữ không chấp. Có điểm nào nữa không? Trước mắt chúng ta có hai điều này. Và mẹ làm điều này theo thói quen. Có nghĩa là không phải là cái lần này là duy nhất đâu. Năm nào mà cũng đi. Mà luật nó không có buộc ngặt như vậy. Không buộc ngặt như vậy. Mẹ giữ luật về tình yêu, chứ không chỉ vì cái chữ viết trên luật. Mẹ hãy cần phải đi hành hương như vậy. Cũng chẳng buộc hãy đi xe, mà cũng chẳng buộc Chúa Giêsu, bởi vì xa quá đâu cũng buộc. Nhưng mà Đức Mẹ lại còn càng không buộc nữa, bởi vì mẹ là nữ. Nhưng mẹ vẫn cùng gia đình. Ở đây chúng ta học là mẹ cùng gia đình nha. Chúng ta cùng nhau đó. Rồi mẹ làm trên luật đòi hỏi. Nếu như chúng ta chỉ căn luật trên chữ viết của Hội Thánh không, thì đời sống của chúng ta nghèo nàn lắm. Một ví dụ cho chúng ta biết nha. Bây giờ thì Covid rồi, nhưng mà theo luật thì chúng ta buộc cái gì? Một tuần chúng ta đi lễ một lần ngày Chủ nhật, đó là luật buộc. Nhưng mà như vậy nếu như chúng ta muốn truyền giáo, chúng ta đi phải đủ không? Chúng ta phải đầy Chúa, chúng ta mới có thể truyền cho người khác được. Chúng ta chỉ có giữ Chúa đủ cầm hơi thôi. Chủ nhật còn ngồi hành lang nhiều lắm, bữa nào đưa mấy chục người ra chụp lại, ngồi đầy cái trong khi trong nhà thờ vẫn còn chỗ. Nói không mấy người ta cũng vẫn ngồi như vậy. Nó trở thành một cái thói quen. Giữ luật làm sao cho nó đủ luật thôi là được rồi. Mà chúng ta là nhà truyền giáo, câu trả lời chắc chắn là chúng ta, người ta không thể cho chứ mình không có. Mình chỉ có đủ không sao cho người ta được. Mình phải giữ hơn người. Đây là một trong những cái ví dụ rất rất là
cơ bản thôi. Có nghĩa là chúng ta không chỉ được mời gọi giữ đủ luật của giáo hội mà thôi, mà chúng ta phải vượt lên cái đó. Tại ví dụ chẳng hạn như là cái người ta thở oxy trong phòng cấp cứu, người ta còn sống. Một người mà bệnh nhân sống trong phòng cấp cứu, người ta còn sống không? Rồi so với chúng ta ngồi ở đây, chúng ta có phải là người sống không? Thì hai người cùng là sống hết á. Nhưng mà cái người kia làm sao người ta đi lao động được? Có sức đâu mà lao động. Nếu như ai mà đi lễ chủ nhật á, thì cũng khá là cái đó chút thôi. Làm sao có đủ sức mà đi truyền giáo được? Thức tỉnh một chút ha. Đã gợi lên một điểm cho chúng ta. Chúng ta phải giữ luật vì yêu thương. Đức Maria đã làm điều đó. Giữ trên cái tinh thần đó, cái nội dung của mình là tình yêu. Làm sao để toát lên cái tình yêu đó thì chúng ta mới đủ sức chúng ta truyền cho người khác, truyền cho người khác. Và sự có một số người đạo đức lắm, đi lễ sáng chiều, nên là mỗi lần mà cha sứ đi vắng mà cha phải dâng lễ sáng chiều là phải xin sửa cái bài giảng một chút. Tại vì giảng nguyên cái bài đó thì người ta nghe rồi, ô chị đã nghe rồi, lắm cũng ăn nhưng mà đó là nói vui thôi. Cứ đến và khi đầy Chúa như vậy, người ta mới có thể truyền được. Chúng ta cũng được mời gọi như vậy. Thứ hai là mẹ nỗ lực tìm kiếm Chúa. Ở đây thiếu gì một số em gọi là fan cứng của cha phó. Fan cứng là một ngày mà không chơi thì chỉ không được. Mà mới thời gian mới đến thì bố mẹ đâu có biết. Có em nó vô trong phòng chơi, em là chạy về đây chơi, cũng đi chơi với em. Bố mẹ đi vòng quanh nhà thờ ba vòng mà không thấy nó đâu. Đi về nhà khóc lóc mấy ông máu. Vợ nó nói với chồng, nó thôi chết. Con mình nó đi làm, nó tìm nó mãi không được. Vòng bảo đi vô phòng cha phó xem nó có trong đó không. Mấy lần tôi thấy nó vô nó chơi, tôi đón nó trong đó. Đi làm chỉ có 30 phút thôi. Mà chắc là về, là đứa bé nó về. Không nhẹ nhất thì cũng bị trách mắng. Đi mà không xin phép, xin tác gì cả. Đi vớ đi vậy. Còn nặng hơn thì có thể cho ăn cây đấy, không chừng. Không biết có ai bị tình huống đó. Khi ba mẹ tìm mình không được thì thường cái thói quen của chúng ta là phải rắm lắm ha, tìm người thân á. Đây, Đức Maria là Chúa mấy ngày? Là 3 ngày. Tính ra là 4 ngày chứ, đúng không? Một ngày đàn rồi mới quay trở lại tìm Chúa Giêsu ở trong đền thờ 4 ngày mà không có xin phép. Toàn gặp chúng ta chắc toàn lắm. Luca chương 2 câu 46 đến 45 46. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày hai ông bà mới thấy con trong đền thờ. Đó là 3 ngày và đi tìm ròng rã 3 ngày. Tình mẫu tử thì chúng ta không có kể đến đâu. Nhưng mà nếu như tình bạn, một người bạn mà chúng ta tìm kiểu này, tìm tiếng hay tiếng không có, thể kể đi điều nào đi theo đi. Từ con việc của tôi đó, đúng không? Nhưng mà mẹ tìm Chúa 3 ngày. Nhà truyền giáo chúng ta cũng có thể bị lạc Chúa đấy. Đó là lý do tại sao chúng ta tĩnh tâm. Giống như niệm pháp đấy. Lý do của những cuộc tĩnh tâm là có thể chúng ta đã lạc đường một chút, hay là chúng ta chạy mặt một chút. Hôm bữa có anh chia sẻ đó. Hay là chúng ta thiếu nhiệt thành, hay là chúng ta cần thêm sức. Cái nhiệt thành lắm mà sức của chúng ta tới đó thôi. Nên là đó là cách chúng ta cầu nguyện. Đó là cách chúng ta cần phải tĩnh tâm. Và nhà truyền giáo chúng ta phải được mời gọi xét mình hàng ngày nhé. Xét mình hàng ngày, xem trong ngày hôm đó tôi đã giới thiệu được Chúa cho ai. Cũng có thể chúng ta không biết đâu. Tại vì cái hành động của mình có thể ảnh hưởng đến cái suy nghĩ người ta đâu. Có phải là người ta cứ có cảm nhận là người ta nói cho mình. Nhưng mà nếu như chúng ta không cảm nhận mình đang giới thiệu Chúa cho người khác, thì chúng ta cần phải tĩnh tâm lại. Để chúng ta, và cái cuộc tĩnh tâm này nó không có ngắn nha. Chúng ta cố gắng dành nhiều thời gian hơn một chút. Tại mẹ nó phải tìm Chúa tới 3 ngày cơ mà. Nên chúng ta cũng phải tìm kiếm Chúa liên lỉ. Và nếu như trong những cái lần mà chọn thẻ thì nên dành thời gian nhiều hơn. Có thể chọn một ngày chẳng hạn, hay là có thể từ sáng tới chiều chúng ta có thể tổ chức những cái buổi như vậy để nhằm lấy lại cái sức mạnh để chúng ta trên hành trình truyền giáo.
Một điểm khác, mẹ nỗ lực suy niệm thánh ý của Chúa. Tìm thấy rồi nhưng mà đôi khi cũng không có hiểu đâu. Đây là bằng chứng cho chúng ta thấy Đức Maria hỏi Chúa Giêsu, tại sao con lại đối xử với cha mẹ như vậy? Con không thấy cha và mẹ đang tìm vất vả tìm con hay sao? Này nhẹ quá, câu này nhẹ quá. Cho ăn cây hay là lôi ra nhéo tay hay là cho một bọc tay nó mới đúng. Ba ngày chơi mà mày lại về biết với tao mà mày ngó hằng hờ như vậy, ít nhất cũng hăng he cho nó sợ đi. Nhưng mà câu này quá nhẹ nhàng, thể hiện cái nội tâm của mẹ. Thứ nhất là mẹ tôn trọng Chúa Giêsu rất mừng. Thứ hai là không vội phản ứng khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xin niệm lời Chúa là như vậy. Đây, còn thêm Chúa Giêsu lại chọn cho một câu vô cùng vô tình. Câu trước không tán mà câu này thắng được. Sao lại tìm con bảo mày vất vả? Mày không tìm, mày không tìm, mày tìm ai? Như vậy, chúng ta suy nghiệm. Cái câu này chúng ta nghe nó quen. Nhưng mà nếu như chúng ta dịch mình lại, Chúa Giêsu nói câu này, nếu mà là ba người con rất là vớ vẩn, nếu không nói là một thằng bất hiếu. Nhưng mà Chúa Giêsu có kế hoạch của Ngài. Nó kỳ diệu ở cái độ mà sự không hiểu của con người là kế hoạch kỳ diệu của Chúa. Thì Giuse, cái Giuse này hiền ghê. Và yếu tôi, và yếu quá mà đi ta, tôi giải quyết cho như vậy. Giuse không nói câu nào. Nhưng mà chúng ta đang tập trung vào đứng mẹ, nên là chúng ta sẽ phân tích đứng mẹ. Sao lại tìm con? Bởi vì con có một phần của nhà cha con. Của cha mày đứng cái bên này chứ đâu. Mình nói mẹ bất vả. Điều quả thực là Chúa Giêsu đã nói nhiều câu vớ vẩn này. Vớ vẩn về hành động đó là thành vớ vẩn trong lời nói. Hồi này hết xài được. Chỉ nghĩ cho cũng vớ vẩn luôn. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cả hai người không hiểu đâu. Nhưng mà Maria để tâm những cái điều đó. Bây giờ ngôn ngữ hiện đại nó nói từ gì? Ghim. Chết rồi là cái ghim. Mai mốt có nhiều tội cho nó sửa hết luôn. Ở trong Luca chương 2 câu 19 nói rõ hơn. Đức Maria hằng ghi nhớ những kỷ niệm đó và suy đi nghĩ lại trong lòng. Cái này không có rõ bằng, nhưng mà trong Luca chương 2 câu 19 thì không rõ hơn. Có nghĩa là tất cả những việc đó không dễ mà hiểu được. Chương trình của Chúa mong nhiệm không dễ mà hiểu được. Và điều đó chúng ta cũng được nghe trong cái đêm tĩnh tâm tại Linh Phát vừa rồi. Anh chị em chia sẻ đó. Tại sao Bình Đông đang truyền giáo ngon lành như vậy mà lại có bút hạnh? Và cả nhóm truyền giáo chúng ta đã lôi nhau lên tòa tổng mà. Trong đó chàng cũng có phần chung chung vô đó. Tại sao chúng ta lại phải làm vậy? Bởi vì chúng ta không hiểu với Chúa. Có khi chúng ta bất mãn và nhiều anh chị em đã bỏ cuộc. Bằng chứng là chúng ta đã tan. Cha thằng nó là tan rồi, nhóm này tan rồi. Sau khi ngày đi có phút hành thời gian hỏi cha, tại vì trong chủ quyền thì vẫn nghe ngóng, lâu lâu gặp cũng hỏi thăm. Nhóm nó tan rồi cha, hỏi chị vẫn không nói luôn. Chúng ta không hiểu. Và chúng ta phản ứng ngược lại. Tôi muốn như vậy không được thì thôi khỏi. Khỏi. Rồi gần đây lại nghe tin ngày bị ung thư, tôi chết tôi rồi. Chúng đây lại nói ai mà làm truyền giáo thì nguy hiểm với tính mạng. Cha Phêrô cẩn thận. Đó nên là câu nói vui ha, nhưng mà cũng phải coi chừng. Không hiểu kế hoạch của Chúa. Và chúng ta hãy bắt chước Đức Maria. Khi không hiểu như vậy, khoan phản ứng. Khoan phản ứng tiêu cực. Tại vì chúng ta phản ứng tiêu cực, sự việc nó sẽ chậm chậm hơn, chứ nó sẽ không tốt hơn đâu. Tốt nhất hãy ghi nhớ những điều đó. Và tĩnh tâm là lúc chúng ta sâu kết tất cả các sự kiện đó lại. Khi cha đi như vậy, cha đi đến đâu, nhóm giới trẻ được mở rộng đến đó, ví dụ vậy. Thì đó cũng là một cái hướng tích cực. Tuy nhiên trong cuộc đời của chúng ta còn nhiều các mầu nhiệm khác. Nhưng mà đây chúng ta có một cái kinh nghiệm chung với nhau, xin chia sẻ kinh nghiệm đó. Đó, không dễ mà hiểu được. Đức Maria chắc là tôi chết tôi chưa hiểu hết được đâu. Nhưng mà mẹ có một cái điểm mạnh của chúng ta cần học hỏi. Hãy suy đi nghĩ lại tất cả những biên cô đơn và sâu chuỗi nó lại thành một câu chuyện.
theo một câu chuyện, và câu chuyện đó là câu chuyện tình yêu của một Giê-xu mời gọi chúng ta đem ngàn đến cho những người khác. Cứ dệt vô những cái nốt nhạc trong đó, nó thành một bài ca, có thăng, có trầm, có bè một, có bè hai, à, có những lúc thành công, có những lúc tan rã, nhưng mà nó lại được tái hợp và nó mạnh hơn trước kia. Đó là chương trình của Chúa. Hãy suy đi nghĩ lại như Đức Mẹ. Đó là hết cái đoạn thứ hai, Đức Mẹ tìm Chúa Giê-xu trong đền thờ. Chúng ta đến đoạn thứ ba, Mẹ truyền cầu tại tiệc cưới Cana. Chúng ta xem clip. Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-xu. Đức Giê-xu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-xu nói với người, họ hết rượu rồi. Đức Giê-xu đáp, thưa bà, chuyện đó khen gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy các khóa tục người Do Thái, mỗi chung chỉ được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giê-xu bảo họ, các anh đổ đầy nước vào chung đi, và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ, bây giờ các anh múc và đem cho ông khoản tiền. Họ liền đem cho ông. Giống nghiện hay giống nhận nghiện? Đã hóa thành rượu, mà ông không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân thì đã hút nước thì biết. Ông mới gọi tên anh lại và nói, ai ai cũng hết rượu hơn chứ. Mà khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu sành hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi giờ này. Đức Giê-xu đã làm dấu lạ đầu tiên tại Cana miền Galilee và bày tỏ kinh quan của người. Và các môn đệ đã tin vào người. Sau đó, người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phét-na-um và ở lại đó ít ngày. Một cái bộ phim mà nó cái đoạn phía xu biến hình như nó biến nó rượu cũng nước thành rượu cũng vui nha, mà ông đạo diễn này ông chơi kiểu phía xu nhìn mặt long long thấy vui nhiều quá. Đó là phim ảnh nha, kịch nghệ thì người ta phải có những cái kịch tính như vậy để chúng ta kích thích cái người xem. Chúng ta là những người biết thích kinh chúng ta biết nó là cái cảm thấy phụ thôi. Và qua cái biến cố Chúa Giê-xu dự tiệc cưới tại Cana, Đức Maria hiện diện và truyền cầu cùng Chúa cho cái tiệc cưới nó được tiếp tục một cách tốt đẹp. Yếu tố đầu tiên đó là mẹ nhạy cảm đối với nhu cầu của người khác. Yếu tố này đã phân tích ở phía trên rồi đó. Cái này nó lại gặp lại. Đó nghĩa là tính nhạy cảm nó cần phải sự tinh lý, sự tinh tế. Thì chúng ta khi đi thăm viếng chúng ta cần phải để ý, tại vì cả hai cái đoạn trình hoạt đều việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth cũng là một sự nhạy cảm, và bây giờ mẹ giữ tiệc cưới tại Cana cũng là một sự nhạy cảm. Chúng ta bình thường chúng ta khi đi dự tiệc cưới á, chẳng hạn như là hôm đó đi dự nhà hàng thì nó dễ thấy nhất, chúng ta phải ngồi đợi, đây là cái cực hình lắm. Bởi vì mỗi lần mà đi mời tiệc đi dự tiệc cưới không sợ ăn, không sợ đi, mà chỉ sợ đợi thôi. Đợi nó lâu. Có những cái tiệc mời buổi trưa mà 1 giờ mới được ăn thì còn cái gì ngon miệng, trong lòng nó như lửa đốt rồi, kiến nó bò vào trong bụng quá trời. Trong tình huống đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ trách, chúng ta sẽ nhiếc mắng, rồi chúng ta sẽ nặng hơn nữa một cái chửi thề. Mai mốt mời tiệc cưới ở nơi này hay là gia đình này mà mời không đi nữa, như vậy thì đó là một trong những cái cách đó của chúng ta là khách mời. Chúng ta đứng ở ngoài, chúng ta nhìn vào trong bối cảnh đó,
Mà có khi vô tình nhé, cái thiền ngày hôm đó có một việc khác quan trọng họ chưa tới chẳng hạn, hay là trong gia đình họ phải đợi một nhân vật nào người thân chẳng hạn, có nghĩa là chúng ta không biết được cụ thể gia đình, bởi vì chúng ta thiếu sự quan sát. Đức Maria thì lại không phải là vị khách theo cái nghĩa là ngồi ngoài mà nhiếp mắt. Và chúng ta biết đó, lúc mà người Do Thái đó, thần Chúa Giêsu, ngay cả người Việt Nam mình vậy, nếu mà thiếu rượu để có thể có một cái tiệc cưới đó thì gia đình họ phải ủ rượu, rồi họ hàng hay là họ phải đặt người này họ đặt người kia, đôi khi cả tháng trời mới có đủ rượu để dùng. Bây giờ mà thiếu không có như mình alo là người ta chở bia đến liền, có bia đâu mà chở, mà có điện thì cũng còn lâu mới tới được. Nên là nếu mà thiếu rượu thì gần như là cái đám cưới nó sẽ không có thành công, và thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của đôi bên gương luôn. Có bao giờ thấy trong đám cưới mà làm cho hai họ cãi nhau? Hai họ thì không biết, nhưng mà cái chuyện kể này thì có thật, hai vợ chồng cãi nhau trong đêm tân hôn ấy, tự nhiên cô dâu đùng đùng đi lên nhà thờ nói với cha xứ, nó là con từ ấy là con không có nhà đấy làm chồng. Ồ, mới sáng thì nhận nó làm chồng rồi, sao giờ mày tối nhất mày kêu nó không nhận. Cha xứ bảo đi về mà làm hòa thôi, ngày đâu biết chuyện gì xảy ra. Bảo không, con nhất định không về, mà không về thế là chỉ đi về nhà mẹ của mình. Và ngày sau không có ở với nhau một giờ nào nữa. Cuối cùng biết lý do gì không? Lý do tiền cư không đủ, dùng đúng từ tiền cư không đủ. Nên là tất cả những cái trục trặc ở trong cái đám cưới đó nó có thể ảnh hưởng đến đời sống của chồng. Nên là Đức Mẹ không phải là vị khách bình thường, mẹ nhạy bén trước cái sự thiếu thốn của gia đình. Và cái thiếu thốn đó là lớn lắm, nó có thể bị chê bai, có khi mà phải lấy nồi úp lên trên mặt mà đi, bị người ta trách mắng đi tìm như vậy mà đang uống ngon là hết rượu ngon thì không được. Mỗi người chúng ta khi đến thăm viếng với người khác, bài học này cũng như bài học trước, chúng ta hãy nhập cuộc trong gia đình đó, hãy thử sẵn vai một người thân trong gia đình đó xem, nếu mình là người thân trong gia đình đó thì gia đình đó đang cần điều gì là quan trọng nhất. Mình đừng có nhào vô là người ta thiếu, là mình cho của cải cho tiền bạc. Có thể họ cần một lời khuyên, có thể họ cần một người hướng dẫn cho con của họ học trong lúc mà con của họ đang học yếu chẳng hạn, hay là đứa con nó bỏ nhà nó đi, nó không có vâng lời cha mẹ, thì hãy sẵn trong tay người thân xem là gia đình đó họ đang cần cái gì nhất để có thể làm cho gia đình hạnh phúc như Đức Mẹ vậy đó. Hãy nhận về điều này rất là quan trọng khi chúng ta đi thăm viếng. Thứ hai, mẹ dâng hoàn cảnh của người út nhút lên cho Chúa. Đây là tiếng Anh hàng, đây là tiếng Nô Hoàng, nói có một câu rất là ngắn gọn và đơn giản, nghiêng vai và Chúa Giêsu nói như vậy: họ hết rượu rồi con ơi. Nếu như mình sẽ nói thêm nha, còn có chỗ nào có ai lại đi rượu đó gọi cho họ chút như vậy, hay là có số điện thoại nào gì đó để giúp cho người ta thì nó cũng được. Tuy nhiên cái điều quan trọng đầu tiên của mình không phải là mình sắn tay áo để giúp họ liền, mà mình hãy thỉnh nghĩ Chúa xem họ cần cái gì là đầu tiên, và họ cần như vậy mình phải giúp họ theo cách nào. Giúp họ cái cần câu sẽ quý hơn là giúp họ cả một con cá, tại con cá nó cũng hết rồi, mà giúp cần câu thì họ sẽ câu được những con cá khác. Và muốn giúp được cái cần câu trong cái bối cảnh của họ như vậy không dễ chút nào. Như con cá dễ lắm nha, chúng ta nhờ người này nhờ người kia, có khi chúng ta hy sinh tiền của chúng ta mới dễ, nhưng mà giúp cho họ cái cần câu thì khó hơn nhiều. Nên là để làm được cái điều này, để sắm được cái cần câu cho họ, thì hãy gặp Chúa, dâng cái hoàn cảnh để lên cho Chúa. Chẳng hạn như là cái nói này cả thế giới Liên Hiệp Quốc nghe cái lời Chúa Giêsu nói là người nghèo có ở bên anh em mãi, còn thầy đâu có ở bên anh em đâu. Nên là cái đó chúng ta giúp cả đời, cả
nhóm, cả xứ, cả giáo phận Giúp nó vẫn đói là cứ đói à. Nên là cái điều quan trọng không chỉ là giải quyết cái nhu cầu ngay lúc đó. Và tất nhiên Đức Maria đang trong cái tình huống là phải giải quyết lúc đó, nhưng mà mẹ trong cái sự khôn ngoan của mẹ, mẹ đã nhân cái điều đó lên cho Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi hãy đến cầu nguyện với Chúa. Chúa Giêsu cũng nói trước khi sai 72 đi truyền giáo đó, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, anh em hãy xin chủ mùa gặt, có nghĩa là đi cầu nguyện đi, để Chúa soi sáng cho chúng ta cách chúng ta giúp họ, giúp như thế nào, giúp tới mức nào là vừa, và giúp như thế nào nữa cơ. Nên là những cái câu hỏi đó nó được mời gọi chúng ta phải có ơn soi sáng của Chúa Giêsu, của Chúa Thánh Thần. Và khi mẹ nói như vậy thì mẹ không phải là bỏ lơ, cũng chẳng phải mẹ không biết nhu cầu của họ, nhưng mà đây các nhà chú giải cho chúng ta thấy mẹ hoàn toàn tin tưởng vào cái lòng nhân hậu, lòng thương xót vô bờ của Chúa. Chắc chắn Chúa biết cái điều tốt nhất để giúp họ hơn cả mình biết đấy cơ, hơn cả mình biết. Nên là mẹ nhân cái điều đó lên cho Chúa một cách vô vị lợi. Một điểm khác, mẹ khuyến khích người cần được giúp đỡ tin tưởng ở Chúa. Mẹ nói như vậy: "Tiếng Anh ha, whatsoever He said unto you, do it." Bất cứ gì mà người nói cho các ngươi, cho các người gia nhân thì hãy làm điều đó. Đây là một sự khích lệ, một sự khích lệ. Hôm bữa bên này lên chia sẻ cái chủ đề này thì nói là có khi cái lời của Chúa nói á, nó không có ảnh hưởng bao nhiêu tới cái hoàn cảnh thực tế đó. Nó không có ảnh hưởng bao nhiêu đó. Như việc trong đây thì Chúa nói lấy nước đổ vào mấy cái chum ở trước cửa nhà đó, và mấy cái chum đó là dùng vào việc thanh tẩy. Thanh tẩy là người ta tới người ta mới thanh tẩy, người ta ngồi hết trong bàn là có thanh tẩy gì nữa, và đi về cũng chẳng có ai thanh tẩy đâu, người ta chỉ thanh tẩy lúc tới thôi. Đó là một sự vô lý. Nếu mà những gia nhân đó mà có còn ai thanh tẩy bây giờ, rượu không lo, còn thiếu người đi mua rượu để đi đổ nước chi vớ vẩn, lại thêm câu vớ vẩn nữa. Nên là Chúa Đức Mẹ nói với đại gia nhân này, ngài nói thì cứ làm theo vậy. Đó là một sự khích lệ tin tưởng. Chúng ta cũng được mời gọi như vậy. Có khi á, cái điều chúng ta muốn á, Chúa chưa có làm cái điều đó cho chúng ta cảm nhận được liền, hoặc là cái trí của chúng ta chưa đủ sức để chúng ta nhìn một cái bối diện cụ thể. Chúng ta chỉ nhìn được một giai đoạn ngắn thôi, còn Chúa nhìn một giai đoạn xa, giai đoạn rộng, và trong một bối cảnh chung. Nên là chắc chắn đường hướng của Chúa đi nó rất là khác. Một đứa bé đi học, mẫu giáo ở đây là quan sát ngoài, còn khóc tím cả người, nhưng mà một ngày vẫn bắt nó đi học. Nếu như mà mình đứng ở ngoài nó chờ nó khóc vậy thì thôi, đưa nó về đi, nó muốn học thì từ từ, bây giờ nó muốn đi học cho nó đi. Lý luận vậy được không? Lý luận vậy được không? Chúng ta cũng thể có thể dùng cái lý luận này vào trong trường hợp khác ha. Nhưng mà ở đây thì nói là có khi đứa bé nó làm sao nó hiểu được là cái giá trị của việc học. Mai mốt thì nó khôn lớn, nó mới biết cảm ơn cái người mà dạy nó, cái người mà đưa nó đi học. Lúc đó nó không muốn, phải cảm ơn cái người đó, mặc dù là lúc đó bị ép rất là khó chịu, rất là khó chịu. Nên là mỗi người chúng ta khi đem Chúa đến cho người khác đó, chúng ta nếu như trong hoàn cảnh đó người ta tâm sự mà có những cái điều mà người ta nghi, người ta xem như là nó không ăn nhập với cái cuộc sống của họ, thì chúng ta hãy khích lệ họ khoan phản ứng mà hãy lắng nghe để xem sau cái đó sẽ là bước gì tiếp theo. Và khi sâu chuỗi hết tất cả những cái bước đó, chắc chắn sẽ tìm ra được một cái kết quả sau cùng. Và những cái kết quả đó là bất ngờ, một cái kết quả tốt bất ngờ đến không thể nào nghĩ tới, lòng người không thể nghĩ tới. Mẹ là trung gian thế giá. Mẹ nói cái câu học hết rượu rồi, Chúa Giêsu quật lại một câu chẳng có liên quan gì, ngồi uống tiếp như vậy. Rõ ràng là Chúa không muốn thực hiện ngay lúc đấy. Theo cái câu này, theo bối cảnh này, tất nhiên trong lòng của Chúa nghĩ gì thì không có ai biết được. Nhưng mà Ngài nói câu này thì ngầm ý là Ngài chưa có muốn làm, chưa muốn làm.
nhưng mà thấy cũng thích quá. Mẹ mình chắc là cũng thân thiết với gia đình này, cũng nể nang chút điểm, nên là suy nghĩ là đó là thế gia bầu cử, thế gia bầu cử. Và hiện nay ha, trên thiên đàng mẹ cũng ngồi bên Phật kiểu này ha, mẹ cũng khều khều nói Chúa ơi, tụi nó tan rồi, con có kiểu nào là hợp với nó lại không? Chú nói kẹt tụi nó. Ngôi Chú Lê có phát biểu cái câu này thì bây giờ con sẽ gợi ra một chút. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II, một vị thánh nhân tôn sùng Đức Mẹ rất mực, đến độ mà không biết được chữ là tình, biết có chính xác không anh nhỉ? Cái này là tất cả này, của người, của mẹ đó. Cái phương châm giáo hoàng của ngài đó, totus tuus, tất cả thuộc về mẹ, tất cả nhân lên mẹ. Cái này là đại từ như là hơn đó. Thì và cả cuộc đời của Đức Giáo Hoàng là một sự cầu nguyện liên lỉ lên Đức Mẹ, xin Đức Mẹ truyền cầu. Và thực sự là chúng ta chỉ sai lạc khi chúng ta không kết nối mẹ với Chúa thôi. Trong khi đó Đức Mẹ thì lại luôn kết hợp với Chúa. Mà khi chúng ta tôn sùng thì đôi khi cái đạo đức bình dân của mình có khi quên, có khi quên. Hay có khi người mẹ lại gần gũi quá nên chúng ta lại cảm nhận nhiều hơn so với tình thương của Chúa. Nên cái đó là cái sự nhầm lẫn thôi. Chứ nếu như chúng ta kính mến mẹ, chúng chưa có đủ rồi. Cái sự kính mến của chúng ta đối với Đức Mẹ chắc chắn vẫn còn thiếu thốn nhiều. Và Đức Giáo Hoàng này, Đức Thánh Giáo Hoàng bây giờ không thánh nào, có một lòng yêu mến Đức Mẹ rất là mực. Đến nỗi cái gọi là cái châm ngôn đời Giáo Hoàng của ngài đó, tất cả là của mẹ. Là dù có câu lạy nữ vương là mẹ con, tất cả những gì của con thuộc về mẹ và mọi sự của con là của mẹ, chắc là nó cũng có một sự tương đồng nhất định đến cái khẩu hiệu Giáo Hoàng của ngài. Nên là chúng ta cứ tin là cái sự sùng kính của chúng ta đối với Đức Mẹ đó, nếu mà gắn kết vào với lại mầu nhiệm của Chúa đó, thì không có sợ là lạc được. Bởi vì chính Đức Mẹ là người sẽ cầm tay chúng ta đưa đến Chúa. Nên chúng ta cứ mạnh dạn ha, chúng ta cứ mạnh dạn, không sợ hãi gì trong cái tình huống này. Chúng ta vừa đi hết ba cái đoạn trình thuật về Đức Mẹ thăm viếng, về Đức Mẹ tìm Chúa Giêsu và Đức Mẹ truyền cầu. Bây giờ có một cái tổng kết. Ở đây cộng vô tất cả là có 13 ha, cộng vô tất cả là có 13 cái mục. Nhưng mà tại vì có hai cái mục nó trùng nhau, hai mục trùng nhau, thấy không? Về Đức Mẹ thăm viếng lắm thì có mẹ số 4 đó, cái bên kia Đức Mẹ truyền cầu thì có số 1, nó trùng nhau nên chỉ còn 12 thôi. Khi đang suy niệm thế này thì thấy có số 12, có cái gì liên quan đến số 12 này Đức Mẹ không? Có ai có thể liên tưởng tới không? Nó vô tình nó lại trùng không? 12 ngôi sao. Đúng rồi. Có người hỏi là ủa sao Đức Mẹ không phải 10 ngôi sao mà lại là 12 ngôi sao? Này trong Thánh Kinh luôn đấy ha, nó có cái câu đó trong sách Khải Huyền đó. Trong sách Khải Huyền mà lễ vọng mà của Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời đó, nó có người phụ nữ ở trên đảo mặt trời đầu trừ thiên 12 ngôi sao đó, rồi bà quằn quại để sinh con là đủ thứ hết, thì nó có số 12. 12 này ai biết là tại sao số 12 không? 12 con giáp. Mà mình không vô con giáp nào. 12 cung hoàng đạo, 12 con giáp, 12 gì nữa không? 12 tông đồ, 12 chi tông, 12 cái nào? 12 cái này thì nó có những cái câu trả lời nó cũng người ta cũng có liên tưởng đến cái đó. Nhưng một trong những cái điều người ta liên tưởng rất là hay là 12 cái nhân đức của mẹ đáng chúng ta học hỏi. 12 nhân đức, 3 nhân đức đối thật tin cậy mẹ, 4 nhân đức cổ trụ khôn ngoan công bằng can đảm tiến độ, 3 nhân đức của dòng tu bất lợi khiêm tịnh khó nghèo, và 2 nhân đức chuyên xu dậy hay đem với ta vì ta hiện tại thêm nhiều trong lòng. Vô tình cộng lại thì thấy số 12 nó một số hết sức ý nghĩa của Đức Mẹ. Mà ba cái đoạn này cũng là ngẫu nhiên chúng ta chọn, và khi tổng hợp nó cũng ngẫu nhiên tổng hợp nó lại ra số này.
chắc là Đức Mẹ cũng muốn cho chúng ta học hỏi thêm của bài nhân đức của Mẹ. Thì đấy là cái nhìn tổng quát mà kết lại cái chuyện chuyên đề là chúng ta truyền giáo theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Thì hy vọng là sau cái chuyên đề này chúng ta có thêm những cái chất liệu để chúng ta có thể đem Chúa đến cho người khác nhờ cái gương của Đức Mẹ cũng như nhờ bàn tay của Đức Mẹ. Xin tân cảm ơn tất cả. Thầy cũng sai anh em sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu.